xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma vũ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a gmail com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938 773 799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi trên về cái trang Facebook chuyện ma phủ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hay là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. À, và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó mình sẽ tự quy đổi ra một 000 đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền ở đó mình sẽ gom góp lại để mua những phần quà nhỏ nhỏ để dành tặng cho những người um, vô gia cư nhân cái dịp tết nguyên đáng này ha rồi mình cũng xin chút nói chút xíu luôn ha mình đã chốt lại cái phần quà để mình dành tặng cho người vô gia cư rồi trong đó mình sẽ có mua thêm mình sẽ có một cái thùng mì nè à, một cái mền và đáng lẽ mình mua thêm một vài cái món nhỏ nhỏ nữa nhưng khi mình đăng bài viết lên mình hỏi ý kiến mọi người đó thì mọi người bình luận cho mình rất là nhiều và mình thấy cái phần trăm cao là mọi người muốn à thôi vũ mập ơi không cần phải mua thêm gì nữa à, chỉ cần lì xì cho những người vô gia cư một chút đỉnh tiền là được rồi thì ok mình đã vợ mình đã thống nhất rồi ha là mình sẽ bỏ vào thêm 50.000 vào trong một cái bao lì xì à, để mà dành tặng cho những người vô gia cư à, đúng thật sự thì 50.000 nó hơi nhỏ một chút xíu nhưng mà vì cái kinh tế mình cũng không có cho phép mình muốn nhiều hơn lúc nào mình cũng muốn nhiều nhưng mà kinh tế không cho phép mình mình sẽ làm khoảng cỡ một trăm mấy chục phần đó khi nào mình chốt lại rồi mình sẽ thông báo sau nha rồi trong đó là có một thùng mì một cái mền và một cái cái bao lì xì nho nhỏ là 50.000 ngàn tổng cộng cái phần quà đó đó là khoảng cỡ 200 trăm ngàn để dành tặng cho tất cho cho khoảng một trăm mấy chục người vô gia cư ha nhưng cái dịp tết chắc khoảng cỡ hai mươi mấy tết là mình sẽ đi phát ha mọi người ha rồi, bây giờ là mình sẽ vào tiếp một đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập mươi 798 ngày hôm qua. Thì ở tập 798 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Điển Nguyễn Thái Thịnh Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn, đó chính là bạn tên là Trang Huy Cảm ơn Trang Huy rất là nhiều và cảm ơn Điển Nguyễn Thái Thịnh rất là nhiều luôn nha Rồi, bây giờ mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn, bạn này bạn tên là Hiền Nguyễn Bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình cái câu chuyện này á là nó nó có một cái thú vị như thế này nè bạn này bạn nói cái câu toàn bộ câu chuyện này á là do mẹ của bạn gặp được mà nó cũng không có cái gì gọi là kinh dị khủng khiếp cả đâu nó chỉ là những cái giấc mơ thôi và cái điều thú vị nằm ở chỗ á là bạn nói cuộc đời của bạn bây giờ thì bạn tự lập bạn đi làm rồi ha bạn đi làm này nọ bạn tự kiếm tiền rồi nhưng mà khi mà bạn còn nhỏ mà còn nhỏ thì mình đâu kiếm ra tiền đâu mình phải xin tiền cha xin tiền mẹ này nọ đâu đó thì sau này bạn mới phát hiện ra hầu như là hơn 80% cái tiền mà hồi nhỏ tới lớn giờ đó mà ba mà 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 mẹ bạn đó mà cho bạn xài rồi sắm sửa cho bạn đó. Đó là toàn bộ những cái tiền đó là tiền tâm linh không? Tiền của người chết cho bạn không mọi người. À nghe nó thấy ghê chưa ha mọi người ha. Sau này đó thì bạn mới được mẹ kể lại tại vì thì, uh, mẹ mới nói như vậy nè. Ngày xưa đó lúc đó đó thì uh, bà ngoại đó là có uh, tổng cộng là có uh, ba người con. Thì trong đó đó có người cậu hai là lớn nhất nha và sau đó tới một cái người gì là cái người gì ba và à, mẹ là Út mọi người ha, mẹ là Út trong gia đình. À, thì à, ba người con này đó là cách nhau tầm khoảng cỡ 5 6 tuổi, 5 6 tuổi gì đó rồi. Thì uh, từ nhỏ tới lớn như vậy đó gia đình thì ông cậu hai làm lộn rồi nọ cũng bình thường thôi Mẹ cũng làm lộn cũng bình thường nhưng mà có riêng cái người dì ba này làm có tiền lắm Lúc đó là bán những cái mâm mọi người bán mâm bán ba cái nồi niêu son chảo bằng bằng inox này nọ bằng thép rồi ngày xưa đó Đó thì bán rất là được mà chợ không có một cái sạp mà chợ bán rất là được luôn nha Đó là sau này là bà dì ba là bà xây căn nhà lớn nhất À, ba anh em thì được bà ngoại cho lại miếng đất trà bá lửa uh, cắt làm ba thôi Đó là dung dứt ba miếng bằng nhau đó thì nhà ông cậu hai được nhiêu đây nhà mẹ được nhiêu đây còn bà nhà bà dì ba thì cao chót chót ba bốn tầng lồng thì đương nhiên dì ba rất là thương những người trong gia đình lâu lâu cũng cho tiền này nọ mình kiểu như mình giúp đỡ anh em trong gia đình thôi đó nhưng mà mẹ cái là mẹ giống như là gọi là tự ái mọi người ha bị phải chị mình nuôi mình từ nhỏ lớn xong mình lớn lên bây giờ mình có chồng con rồi có cho tiền này nọ đồ thì mẹ không có dám lấy nhiều ví dụ như mỗi lần cho năm mười triệu cái mẹ lấy có chừng triệu hai triệu thôi mẹ còn như mẹ trả lại cũng ngại này nọ kiểu như vậy cũng tự ái mọi người đó nhưng mà rồi đó cái thời điểm đó bắt đầu á là dì ba có bị một cái cơn bạo bệnh và dì ba mới uh, mới qua đời thời điểm đó là dì ba giống như là bị cũng như vậy là tiểu đường luôn nha đó rồi cứ bị thương mà mọi người biết tiểu đường là bị thương rất là rất, rất là nghiêm trọng rồi cũng buôn bán này nọ đồ ý y cái riết cái bắt đầu là những cái vết thương nó bị hoại tử này nọ rồi ha mọi người rồi bắt đầu là mới mới qua đời thì khi mà qua đời xong như vậy lúc đó là cả nhà cũng xuất bất sang bang. Tại thật sự mà nói thì uh, lúc mà mà dì, dì ba còn sống đó, là dì ba lo những cái chuyện kinh tế nhiều lắm. Bây giờ dì ba mất rồi là sức bất sang bang hết trơn à. Xong sau 3 ngày đám ma đó thì bắt đầu là sau này mẹ mới kể thôi. Thì tới cái ngày mở cửa mã là đêm hôm đó là bắt đầu là là, 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 là mẹ nằm mơ thấy liền. Nằm mơ thấy uh, dì ba hiện về. Dì ba mới, uh, mới lúc đó luôn nha là cho số đề quýnh liền á. Dì ba hiện về, dì ba cũng mờ là hỏi mẹ nói gì trong giấc mơ, đang ngủ trong phòng Thì thấy là nghe tiếng mở cửa nôm na như vậy thôi, mở mắt ra thì thấy chị của mình đi vô Là dì ba đi vô, mặc đúng cái bộ áo quan màu đỏ luôn Thời điểm đó lúc mà liệm dì ba là mặc một cái bộ áo màu đỏ Mặc đúng y chang cái bộ đồ đó như vậy luôn nha, mà hai cái nút Đúng là cái áo nó có cái nút áo ở giữa như vậy nè, nó, nó, nó cũng xếp ly lại với nhau như vậy nè Đó, nhưng mà nó không hề thấy cái nút ở đâu cả À, chân á thì mang chân không à thì khi mà đi vô như vậy rồi bắt đầu là mẹ cũng sợ chứ Nói là biết về chị em ruột nhưng mà trời ơi trong hồn mà lấy gì cũng sợ Mẹ sợ rồi mẹ khóc nói ờ chị ơi thôi chị à, sống khôn thác thiên Chị đi đầu thai đi chị đừng có hiện về chị nhát tôi này nọ đâu đó thì bắt đầu còn về phần cuối dì ba đó thì dì ba khóc dì ba nói ờ lúc tao sống tao lo chưa có được cho mày này nọ tất cả mọi thứ cái rồi sau đó bắt đầu nói ừ bây giờ ngày mai mày quýnh con số 64 cho tao đi. Đó là coi như tiền tao để lại cho để mà hả cho giúp đỡ gia đình này nọ tao đi tao chưa có kịp trăn chối gì hết trơn á. Như đó cái tỉnh giấc thì khi mà tỉnh giấc xong mẹ thì là một cái người cũng số đề thì biết chứ còn phải là không biết đâu ra ngồi mấy bà bạn cũng chỉ tới chị luôn cũng biết nhưng mà nạo giờ quýnh lần hai lần cái ké, ké cho vui với mấy đứa bạn thôi chứ cũng không có ghiền cái sáng dậy cái mẹ nhớ như in nè mẹ nhớ như in con số xăm bốn nữa mẹ cứ nên không biết giờ sao đây rồi, rồi, rồi mơ mộng gì nhiều khi mình nhớ bả quá rồi mình nằm mơ vậy hay không bây giờ tiền bạc này nọ còn không có hụt trước thiếu sau tùm lum tùm la hết trơn rồi rồi, rồi rồi rồi, còn bây giờ dồn tiền vô quýnh đền cái thôi chắc mút bán nhà quá à rồi cái hỏng quýnh à không chịu quýnh cái chịu nó nó ra nó ra đúng ngay cái lô đầu tiên là lô sáu bốn vậy đó mày kể mày nổi ra gà nó trời đất ơi phải biết quýnh cái này đỡ bao nhiêu cái rồi uh, trong giờ mẹ nói mẹ nhớ, mẹ nhớ không mẹ nhớ không có rõ nhưng mà mẹ nói là trong vòng 49 ngày của bà dì ba thì mẹ nằm mơ ở đâu cũng khoảng cỡ độ 3 4 lần gì đó. 3 4 lần nha mọi người nhớ có nghĩa là 10 ngày là khoảng cỡ 10 ngày lặn lần 10 ngày lần. Đó. Cứ hiện về bắt đầu là những cái lần sau bắt đầu là dì ba mới trách nó ừ sao tao cho số mày mày không quánh. Bọn mày chê tiền hay cái gì mày không quánh Bọn mày nghèo khổ rồi nọ đồ. Đó thì bắt đầu là trời đất ơi bà ơi tôi trời ơi, mơ mộng này nọ đồ sao tôi tin được. Giờ tiền bạc này nó thiếu trước hụt sao tôi dùng tiền tôi quánh cái rồi tiền đâu lỡ thì thua tiền đó tôi chung người ta nó kiểu như vậy nó ừ, bây giờ cho thêm số nữa mình nói ví dụ ừ, là cho thêm số nữa rồi cho thêm số 60 mươi chẳng hạn vậy đã, cái qua ngày hôm sau bây giờ cho hai lần nè không lẽ không quánh thì cũng quýnh thiệt cả một trúng bảy chục cũng trúng được lúc đó quýnh đâu mười mấy hai chục ngàn gì đó kiểu kiểu vậy là quýnh được trúng được mấy trăm ngàn gần 1 triệu bạc thôi đã rồi cũng mới đầu cũng mừng mới đầu cũng mừng rồi cũng không mới dám kể với ai nha sợ không dám kể với ai rồi dần già mới nói với những bà bạn ba bốn bữa sau cái kiệm được mới nói với những bà bạn ở đâu rồi mấy bà bạn nó ừ không mấy bây giờ bà mơ đó bà thấy mà hả, uh, chị của bà về mà cho số rồi đó nói tụi tôi, tụi tôi tụi tôi quýnh chung tụi tôi chúng tụi tôi chia lại cho bà 30% mươi phần trăm tụi tôi nếu mà tụi tôi quýnh chúng chịu á là tôi đưa bà ba xị bà không có cần phải quýnh cái gì hết trơn bà chỉ cần nói số cho tụi tôi nghe thôi à là tại vì bà đó giờ bà không có muốn quýnh đề bà không muốn ghiền đề tôi biết Thành ra vợ cứ vậy đi bà mơ thấy bà nói tôi tôi quýnh tôi trúng tôi cho bà 30% bà khỏi mất công đi quýnh Không có sợ mà công an công yết gì nó bắt được tới bà hết rồi á Mẹ thấy cũng hợp lý cũng cũng được mà tiền trời đấy xuống mà Đó qua mấy bữa sau cũng hiện về cũng cho số nữa Đó rồi còn dặn nó ừ em quýnh nhiều nhiều đi Em quýnh nhiều nhiều này nọ đồ để có tiền mà lo cho gia đình này nọ được các cái qua ngày hôm sau nói với bà bạn mấy bà bạn đi quýnh trúng hụt hụt hết trơn đó Thì khi mà vừa hụt như vậy là cái đêm hôm sau là nằm mơ thấy liền Mọi người nghe kỹ nha Mấy bữa trước là cứ độ khoảng cỡ 7, 8 ngày, 10 ngày mới nằm mơ cho số một lần Mà bây giờ là mới vừa cho buổi sáng quýnh hụt là buổi chiều nằm mơ Buổi tối nằm mơ thấy liền là về chửi á bà bà dì ba lúc ba còn sống là bà chửi dữ lắm cho nên mình là chị này nọ đồ ông cậu hai là anh hai của bà bà còn chửi ngược chứ mà giỡn, cái kiểu gọi là khẩu xà mà tâm phật có mọi người tưởng tượng không lo lót tiền bà không bỏ anh em trong nhà anh chị em nhà ở nhà không bỏ nhưng mà đụng cái là chửi dữ lắm à chửi này nọ nó về mới chửi nó nói là, ừ tao cho mày vậy vậy mày biết là tao cực khổ biết bao nhiêu không ở dưới đây tao cực khổ tao dành giật cỡ nào không để tao đưa cho mày số mày quánh để mày lo cho cho, cho cháu của tao con mày cháu tao mà bây giờ mày đưa và mày cho đứa người ngoài như vậy đó rồi dòng dưới nó biết nó quýnh tao cỡ nào mày biết không à rồi chửi này nọ rồi bắt đầu là giống như gọi là giận luôn á mẹ nói giống như là bà gì bà, bà giận đó rồi khoảng cỡ đâu hơn mười ngày sau bắt đầu là mới hiện về mới cho nữa à rồi khi mà cho như vậy bắt đầu là mới quýnh mẹ nói như vậy nè thứ nhất á cái cái chuyện mà mẹ thì cái tánh bả hay tự ái lúc mà bà bà gì bà, bà gì bà, bà còn sống mới cho tiền tận tay đây đó mà còn không lấy đúng không thành ra khi bà mất rồi bà hiện về bà nói là bà phải giành giật bà phải đấu tranh bà phải giữ dằn lắm chịu đấm mang sâu dữ lắm bà mới giật được cho con số thôi thấy tội chị mình quá Trời đất ơi, bà sống, bà lo cho mình rồi, giờ bà chết, bà còn lo nữa, sao tội quá đi Thì vài lần trong giấc mơ cũng nói, thôi chị ơi, thôi bây giờ để để em lo, em lo được cho mấy đứa con em nói, Trời ơi, trời sinh, trời nuôi chứ có cái gì đâu mà lúc mà chị sống, chị lo được, bây giờ chỉ mất rồi thôi, được rồi Để từ từ nó lớn lên kiếm chuyện làm, là bà ba bà, bà chửi, mà nó bà không chịu À, có nghĩa là mẹ nói là bây giờ có nói cỡ nào nói bà gì, bà bà cứ hiện trong giấc mơ, bà cứ cho số hoài như vậy thì cho số vào phải quánh không quánh thì cũng cũng ổn kiểu vậy mà quánh không có nhiều quánh lần mấy trăm mấy trăm ví dụ như là ờ là cứ một tháng vậy đổ độ hết tiền cái bắt đầu nằm mơ thấy cái quánh cái chúng khoảng cỡ dài triệu để mà lo những người trong gia đình nghe nó được vô, vô lý mình biết những người nào từng chơi số đề từng mà có máu cờ bạc rồi nghe chợ kiểu này sao khùng điên cho trong quánh mẹ nhiều, nhiều nhiều nó xây nhà xây cửa này nọ đồ mua đất mua đai quánh đề mà nó trời một tuần một tháng mà trúng bốn lần từng lễ trúng lần rất là dễ xây nhà nhồi vô thôi vừa chúng đợt một nhồi chúng đợt hai hai cái nhập lại nhồi chúng đợt ba ba cái nhập lại nhồi quýnh cái thứ tư mình nói là trời ơi không tới một năm trời nó xây nhà lầu xe hơi chứ không phải giỡn nhưng đó là tùy vào con người nha mọi người nha ha à, đó là tùy vào những người <laughs> người ta không có muốn những cái chuyện đó không muốn tội chị mình hay là như người ta sợ kiểu như vậy chứ không ai mà, mà mãi đâu ha đó rồi thì đương nhiên sau này đó cho khoảng là lúc đó mẹ nói đó là tới ngay cái giáp năm đầu tiên luôn là cứ như vậy nhưng cho tới cái năm thứ hai thì nó giãn từ từ hơn lúc trước là cứ khoảng chừng 10 ngày 12 ngày là nằm mơn lần bắt đầu giãn giãn qua năm sau cái nó bắt khoảng, khoảng chừng tháng à tháng tháng mấy được cho một lần như vậy thì khi mà lâu lâu lắm mới cho tháng mấy mới cho một lần thì mỗi một lần như vậy thì quýnh nhiều nhiều nó mà nó quýnh dụ như quýnh mấy trăm này nọ đầu chúng cũng được đâu năm bảy triệu chục triệu như vậy đã là cứ là to cho tới khi mà bạn hiền lúc đó bạn hiền còn nhỏ khi bà gì mất là bạn hiền còn nhỏ thì bạn hiền không có biết cái gì chân á đó là bởi vì sau này lớn lên thì mẹ mới nói vui mẹ mới nói ờ tao nuôi mày được đó là toàn là tiền người chết đó là bà gì của mày là bà cho tiền tiền bà gì mày đó bả báo mộng mới cho số đề tao quýnh như vậy và có một cái điểm nữa mình nói luôn mất công để mọi người nói ừ là nó có một cái điểm vô lý ở đây quýnh đề ở đâu vậy quýnh đề ở đâu mà mỗi lần quýnh hoài bộ không lẽ không quýnh hụt sao mình con người mình mình phải có cái đầu óc tư duy đó thì bà thì mẹ kể cũng vậy đây mẹ nói mẹ sợ không phải gì mẹ không phải là mẹ tính toán gì gọi ghê gớm đâu mà mẹ sợ đó trời đất ơi thôi gặp bà đó quýnh hoài mà cứ mỗi lần quýnh là chúng quýnh là chúng biết đâu đó bà, 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 bà tưởng mình chơi hệ tâm linh bà kêu dân hồ xử mình nữa những người người ta ghi phơi đề này nọ đâu đâu phải là dân cái bình thường dân cũng anh chị máu mặt không đó nên vậy cái lâu lâu cái làm bộ quýnh hụt cho số đó vậy đó nhưng mà quýnh số khác đó, như mỗi lần mà biết mình quýnh hụt á quýnh mấy chục trăm hai trăm ngàn thôi để cho nó hụt để cho nó trật lất gì đó quýnh đâu hai ba lần trật lất gì đó cứ dồn tiền vô quýnh đúng con số mà bà chị mình cho cái chúng là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là đi chỗ này chỗ kia nó việt nam mình mình nói là một sớm như vậy là biết bao nhiêu bà mà mà ghi phơi đề nọ đâu thì đi sớm này sớm kia xã này xã nọ giáp vòng giáp vòng như quýnh tứ văn vậy đó thì làm sao mà người ai mò được nhưng cho tới sau này khi mà bạn hiền bạn lớn lên giống như là tới một cái thời điểm đó Mẹ nói chắc là bà gì bà đi rồi, bà đi giống như gọi là đi siêu thoát, đi đầu thai hay là đi về trời hay sao sao đó Tới một cái độ đó nằm mơ được cho được con số cuối cùng mẹ nhớ là con số đâu, con số, con số, con số tâm lâm hay sao đó cho đúng con số nó cũng không có một giấc mơ chào tạm biệt hay cái gì hết á mà cách đây cũng khoảng cỡ đâu cũng khoảng cỡ năm bảy năm gì rồi cho tới bây giờ là không bao giờ nằm mơ thấy lại nữa luôn à rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn ha mọi người ha đó cái câu chuyện đầu tiên nó là như vậy không có gì ghê gớm cả nhưng mình thấy được cái tình thương cái tình thương của chị em với nhau bây giờ có chết rồi vẫn hiện về vẫn mà uh, lo cho những người trong gia đình là như vậy ha mọi người ha rồi đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay bây giờ nè mình sẽ uh, qua tới cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện này nó khá là kinh dị cái đô kinh dị nó hơi cao nói về một cái bệnh viện mà nói tên ra thôi là mọi người sẽ biết ha nhưng mà mình thôi mình xin phép mình giấu tên đi hen. À, bệnh viện này là bệnh viện nó có tên là hai chữ và nó nó nằm ở nó nằm ở quận 5 ở ở Sài Gòn của mình á, mình nói tới đó thôi mình nghĩ là là mọi người biết tai nạn này nọ đồ là đưa vô đó nhiều dữ lắm. Thì á cái người mà gửi cái câu chuyện này về bạn này thì bạn xin giấu tên ha và bạn uh, gửi về cái trang fanpage chuyện ma vô mập cho mình nhưng bạn đề nghị mình là kêu bạn này tên là Vũ là trùng tên với mình luôn và mình cũng đắn đo suy nghĩ mình đọc hết câu chuyện mình phát hiện à ông này ổng không có gặp ma ổng chỉ kể cái câu chuyện lại của người khác thôi thì mình mới đặt tên cho ông này là ông vũ Chứ nếu mà ông này ông gặp ma không bao giờ mình đặt tên là Vũ luôn nha Biết bao nhiêu người gửi tên về yêu cầu không giấu tên mà tên Vũ Mà cái nhân vật mà gặp ma là mình đổi tên hết ráo à Không bao giờ mình để cho cái cái ông Vũ nào mà gặp ma hết trơn nó ghê dữ lắm Nhiều khi nó có hôn mọi người biết không đã dễ gì ăn được mình đúng không à, Rồi rồi vui vậy thôi bây giờ mình sẽ vào chuyện nha À, bạn Vũ rồi đó là bạn có một cái người chị hai tên là Trang và cái uh, người, uh, anh Úc, người anh út người anh uh, út ở giờ người, người uh, đúng rồi người anh út tại vì bạn này là chỉ như là đây là anh chị bà con nha mọi người nha chứ không phải là anh chị ruột trong gia đình thì chị hai là chị Trang còn anh út ảnh tên là anh Trung rồi hai anh em này đó thì cách nhau cái độ tuổi khoảng chừng 4 năm tuổi thôi là hai chị em rất là thương nhau. Cho tới năm 2014 thì chị Trang này chỉ có vào trong cái bệnh viện chấm 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 rồi đó là chị có bị bệnh, bị bệnh thôi chứ không phải là bị tai nạn nha. Mới đưa vào đây thì để nói cho mọi người hiểu luôn là trong cái bệnh viện này đó là họ có những cái khâu đàng hoàng. Bị bệnh là qua cái khâu bệnh. Bị tai nạn gãy giò, gãy tay cục cẳng này nọ đồ thì nó có một cái khâu riêng đẻ chữa phụ sản có khâu riêng chứ không phải là, là là tạp nham được nhưng bệnh viện này nổi tiếng là nó đông nó đông khủng khiếp mình là cái người đã từng bước vô đây mình ở một hai đêm trong đây mình nuôi người nhà mình rồi nó đông khủng khiếp lắm mọi người ơi ở ngoài hành lang đó nha cái vé mà để mua được một chỗ những cái thời điểm mà cao điểm đó để mà có được cái chỗ ngoài hành lang ngủ đó, tốn 100 trăm ngàn một đêm chứ đừng nó mà nằm phòng nằm băng ca nằm giường, đừng mơ tới đó là nó đông tới mức độ như vậy thì bởi vì khi mà nó đông như vậy bà trang này bà chỉ bị bệnh đưa vào đó chỗ thăm khám là chỗ thăm khám của bệnh à, nhưng khi mà về phòng dưỡng sức đó đưa về phòng là nằm lại bệnh viện đó ở lại bệnh viện đó thì lại đưa qua bên chỗ cái phòng có tai nạn lúc đó có hai cái option đưa ra như thế này người ta mới nói với bà trang đó ừ bây giờ đó nếu mà cô muốn nằm ở phòng cho những cái người bệnh nhân bị bệnh á thì bây giờ hết phòng còn cô muốn nằm hành lang Cô đợi 3 tiếng đồng hồ đi Có chỗ trống ở hành lang để cô nằm Còn nếu như bây giờ cô qua bên phòng Dành cho những người bị tai nạn á Rất là may mắn cho cô Có người kia người ta mới vừa trả phòng Tôi đưa cô vô liền Cô được vô phòng, cô được nằm băng ca Cô được nằm nệm này nọ, đồ nó thoải mái hơn Thì trong trường hợp đó Mọi người chọn option nào Đúng không? Mọi người chọn cái sự lựa chọn nào Đương nhiên là phải là cái sự lựa chọn thứ hai Mới đầu là chạy qua đó nằm thôi Mặc dù là nó hơi nghịch Mặc tự nhiên mình bị bệnh, mình đưa qua bên khu tai nạn nằm này nọ nó kỳ Nhưng mà không còn sự lựa chọn nào cả Nên chị Trang mới đi qua đó nằm Lúc mà chị Trang khám bệnh á, người ta cho những cái cử thuốc đầu tiên á Thì người ta cho kiểu như là chị Trang nó hình như là cho cái cái thuốc ngủ nó nó hơi quá lố Lúc mà vô tới trong phòng là khoảng cỡ 4 giờ chiều là chị Trang bị thuốc ngủ nó thấm á Ngủ một cái út một cái là tới 2 giờ đêm luôn Lúc đó cái người nuôi bệnh chị Trang chính là anh Trung đây 2 giờ sáng mở mắt ra sáng rực tại vì ngủ nó hết thuốc của mọi người nó hết thuốc xong rồi không còn buồn ngủ mà cái cơ địa mình nó cũng không còn buồn ngủ nữa luôn đó mới mở mắt ra thì ông trung thì ông đang nằm ở dưới này kiểu như mọi người tưởng tượng cái băng ca nằm đây ai từng đi bệnh viện biết ha mình là bệnh mình là bệnh nhân thì mình nằm dưới đây còn thân nhân thì nằm kế bên mà nằm dưới đất giải tấm chiếu ra nằm nè <laughs> xin lỗi mọi người ha rồi hai giờ sáng mở mắt trao tráo qua bắt đầu là cũng gán cũng gán để uh, nhắm mắt để ngủ mà nhắm mắt đâu 15 lăm hai phút biết rồi thôi chắc kiểu này mình tỉnh luôn rồi chứ ngủ nghe gì nữa mới uh, khiều khều khều mới kêu ơi uh, ê trung 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 ơi ông trung ông mới mở mắt ra ông kêu uh, ủa gì vậy chị hai thì bà trang mới nói nó trong trong mấy chắc mày đi vòng vòng đó mày ừ, kiếm tao chiếc xe lăn tại lúc đó là bệnh cũng <laughs> cũng khá là nặng thành ra là không không có đi đứng được ha mọi người ha kiểu như bị bị suy người đó mấy mày kiếm tao chiếc xe lăn mày đẩy tao ra dập dọc ngoài hành lang cho nó nó đỡ nó đực cái lưng coi trời đất ơi tao nằm ở đây tao thuốc ngủ dập nó dập vô ngủ dữ quá rồi bây giờ đực cái lưng quá trời quá đứt à Nên mình nói mình trong nó ờ thôi để em chạy ra em kiếm rồi đi vòng vòng nó khoảng cỡ chừng 5 phút thì cũng chắc là cũng xin bác sĩ sau đó là cũng kiếm được cái uh, xe lăn đem đi vô À, rồi bắt đầu là mới đỡ bà trang xuống rồi cũng đẩy rồi, ra ngoài hành lang lúc đó ngoài hành lang không phải là vắng người đâu ngoài hành lang cực kỳ đông người luôn nha chưa đúng có cái lối đi đẩy chiếc xe lăn mà nhiều khi là còn phải đẩy một hồi là còn phải nhiều khi là chiếc cái bánh xe lăn á còn cán lên cái tay người ta luôn á tên nằm mình nói là mình nói xin lỗi nghe nó hơi kỳ nhưng mà nằm mới như là cá mồi vậy đó nằm sắp lớp sắp lớp sắp lớp dài như này ai từng đi bệnh viện này thì sẽ biết á à thì cũng đẩy ra thì cũng đẩy chút xíu và đẩy ra được tới trước cửa cái nhìn qua nhìn lại nó thật đông nghịch người bà trang đó thôi đông quá đẩy đi tới đi lui họ mất công đụng vô cái tay người ta người ta đau tội nghiệp à, thôi bây giờ mình cứ nằm ở đây rồi mình cứ ngồi này giống như là từ ngoài cửa ra tới hành lang đẩy sát cái đó bắt đầu là dầm dầm cảnh cho gió thổi này nọ đồ nó mát thôi tại nó nằm ở lầu cũng cao nằm tới lầu nằm lầu sáu thành ra là gió nó thổi nó cũng mát thì cũng đang ngồi ông trung ông còn buồn ngủ mọi người tưởng tượng không ông trung thì ông mới định ngủ ông cũng đứng ông dịnh ông đứng sau lưng chứ xe lăn như vậy nó ông cứ cầm điện thoại ông cứ gục gà cũng gạo ông mắm tít 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 đó đó thì bà trang thì bà rảnh rỗi bà cứ dòm 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 xung quanh như vậy nè thì bà giờ ngồi bà mới dòm qua bên phía tay trái khi mà vừa dòm qua bên phía tay trái đó bà thấy là có bóng người đang tiến lại gần nhưng mà cái cái lúc cái, cái chỗ cái đó đó là nó ngay cầu thang mà nó lại không có đèn nữa à, là nó chia ra làm hai vùng cái vùng của bà trang đang ngồi trên chiếc xe lăn mình gọi là vùng sáng còn ngay chỗ cái cầu thang thì đó là vùng tối nhìn vô trong đó chỉ thấy được cái bóng người dù cho là người thật hay là ma đi chăng nữa cũng chỉ thấy được cái bóng thôi đây thôi mà người tưởng tượng được chưa thấy có người đang đi mà đi cài nhắc đi cài nhắc cài nhắc cài nhắc như vậy nè à thì chắc là tai nạn tại vì mình đang bên khu tai nạn của người ta mà người ta bị xe đụng trật dò, trật cẳng ra vô đây ta nằm đi đi nhắc cài nhắc cũng vậy thì mình đâu có được cười người ta đâu đúng không thì bà trang bố nghĩ nó trời ơi cười, giờ này sao hôm nay ông què quạt mới vừa đụng xe què quạt xong đi biết đi đâu đi tiêu tiểu gì mà mà mà, mà đi mình vậy đi cài nhắc cài nhắc vậy nhìn vậy thôi à chứ mình không thèm nhìn nữa mình nhìn chỗ khác tại vì người ta đi đang đi cài nhắc cài nhắc như vậy mình nói thật nha cái hình ảnh như vậy nó hơi buồn cười nếu mà mình nhìn người ta lâu quá thì mất công không có lịch sự người ta nói mình trời đất ơi mày chửi tao này nọ đồ kiểu vậy mình chọc chọc quê tao hay gì mất công người ta kiếm chuyện người ta chửi mình nên bà trang bây dòm, nó dòm tới khoảng chừng hai ba giây cái hôi quay chỗ khác mình không nhìn nữa đó thì cứ nhìn nhìn bắt đầu nhìn cảnh cảnh hồi đâu khoảng chừng 10 giây cái quay lại đó nhìn tiếp thì vừa quay lại nhìn thấy ông vẫn còn đi ông cứ đi cài nhắc cài nhắc cài nhắc như vậy nè hơi ngộ ngộ chỗ nào mọi người đi cài nhắc cài nhắc bây giờ cho có đi chậm đi chăng nữa Mười giây đồng hồ quay qua thấy ổng còn đứng ngay đó đó Ủa sao ổng không có dịch chuyển đi đâu, không có di chuyển đi đâu mà sao ổng cứ cài nhắc cài nhắc mà ổng cứ tại chỗ vậy hoài vậy Và lúc này chị Trang mới giật mình một cái nữa là tại sao không hề nghe âm thanh mình nói với mười con người ta đó đi mà ví dụ như ăn trộm nó đi 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 nhẹ nói khẽ cười duyên đi nó thì còn mai ra chứ còn con người người ta bị què mà đúng không bị tai bị bị tai nạn chân này nọ đồ kiểu như vậy thì người ta đi ít nhất là phải có cái âm thanh nghe cà sợt cà sợt hay sao đó bắt đầu nhìn cái bóng nó giống như là làm như không phải là họ đi giống như là họ nhảy vậy đó mọi người ha họ đứng họ, họ cứ cái, cái giật cái giật mà thấy bắt đầu bà trang bà trang hết hồn á nha à thì khi mà vừa hết hồn làm như á cái vòng đó đó họ biết được là bà trang bà biết mình rồi à họ biết là mày biết tao rồi đúng không tao hù mày thêm chút xíu nữa à Tiếng là một chút xíu thì vừa mọi người tưởng tượng là tiếng mà từ ở trong cái vùng tối đi ra vùng sáng không coi những cái cảnh mà cinematic nó hay có cảnh đó đó. Đang tối như vậy đúng không? Như cái mặt mình đúng không? Đang tối như vậy cái ra cái chỗ sáng, cái đưa ra sáng như vậy mọi người tưởng tượng không? Thì khi mà đưa ra nguyên một cái mặt cười. Chị Trang chỉ nói cái mặt cười nó y chang như mấy cái icon mà Zalo, mà Facebook mọi người hay thả icon cười cười vậy nè cười nhăn cái mặt là cười kiểu như cười hiếp mắt đó mọi người ha cười hiếp mắt rồi cười cái cái miệng cười 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 nhiều lên như vậy nè kiểu như vậy nè cái mặt nó y chang như vậy luôn cái đầu thì trọc lóc nha tròn quay gì đó y như cái 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 ai cần cái ai con mọi người trong đó đó nó tròn quay như vậy gì nè trời đất ơi bà trang mất hết hồn tại vì sao đâu không người máu không trên giống như là mới vừa xảy ra một cái vụ tai nạn gì đó nha mà nhìn xuống cái chân thì thôi rồi má hú luôn cái chân giống như là họ bị bị giống như là họ bị dính lên lần trước luôn bị mà bị bị bẻ cái chân xong mà bị dính lên lần trước luôn mà cái, cái khung cảnh nó cực kỳ ghê giống như vừa mới bị tai nạn cái đạp còn tươi sống gì đó là đem vô trong bệnh viện liền cái đó trời đất coi hết hồn hết vía nha. bắt đầu là mình ra mình giật mình mới kêu trung 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 mình nhìn cái trung mình nhìn cái trung ông trung đang, đang buồn ngủ nhìn nhìn đi chị bắt cầu thang kìa bắt cầu thang kìa ông trung quay qua ông giờ vụ gì vậy có ai mà là vụ gì vậy chị thấy gì không mình thấy gì không mà trong quá trình như vậy nha là cái người đó họ vẫn còn đứng họ cứ đứng mà họ cứ giống như là kiểu như là họ cứ cài nhắc cài nhắc cài nhắc như vậy mà họ cái mặt cái mặt đó mình nói với mọi người giống như là xịt keo chị trang chỉ nói nó giống như bị xịt keo nó cứ cười như này. đó mặt mặt đơ cứ nhắc là cái người cứ cài nhắc cài nhắc cài nhắc cái cái mặt như này đó ngay cái thời điểm đó vẫn còn đứng đó luôn chị trang hỏi mày thấy gì không mấy cầu thang kìa mày thấy gì không trong đó Em có thấy gì đâu chị Mày có thấy cái thằng nó đứng nó nhìn tao nó cười không Em mới thấy gì đâu chị Đi vô Trung ơi Dẫn chị vô liền, đẩy chị vô trong liền Trung ơi Thì ngay lúc này ông Trung là một cái người cực kỳ sợ ma Nhưng mà tại sao ngay lúc đó ông không có nhận ra là bởi vì ông đang say ke À ông đang say ke ông chưa có hiểu ra Nhưng tới khúc mà Trung ơi Đẩy chị vô liền Trung, đẩy vô giường liền đi chung, Thấy rồi Trung ơi, thấy rồi Trung ơi đã có khách rồi chung ơi có khách rồi chung ơi đó là nói những cái câu như vậy nha hú hồ hú dí bắt đầu là lùi 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 trở vô liền bắt đầu ông trung mặt mày ông xanh dần ông làm bẩm ông 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 lẹm mẹm nó trời đất ơi trời đất ơi, đêm hôm trong đây ghê thấy mẹ luôn à chỉ biết hả một, một 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 ngày biết bao nhiêu người chết trong đây không ở trong đây ma cỏ không mà trời đất ơi bà ơi bây giờ tôi biết là cái chỗ mình ở là ở gần cái nhà xác dữ lắm luôn trời ơi đêm hôm mà bà, bà, bà kêu bà đẩy ra đây làm cái gì là bà thấy cái gì vậy Trời đất ơi đã mình bà Trang mới nghĩ trong lòng Đã mình thấy ma mình sợ thấy mẹ rồi Nó không thấy Mà nó sợ hơn mình nó lèm bèm hoài Bà Trang mới bực nó trời đất ơi chung ơi chung Tao mày dẫn nó vô đây đi đưa lên giường đi Rồi sáng rồi tính chứ bây giờ sao giờ Chung đẩy lên giường Chung đỡ Trang lên trên giường Trên nằm chung đắp cái mền xong chung nằm dưới đây Chung đeo tai nghe chung ngủ tới sáng luôn mọi người Ông sợ đó ông nằm rung ông sợ Bà Trang nói trời đất ơi có con em con em hết sức tưởng đâu vậy nhiều khi nó ngồi kế bên mình nó kiểu như nó chăm lo cho mình ha tại vì bà trang bà hết bà hết thuốc ngủ mà mà bà ngủ cái cơ địa bà nó cũng quen luôn rồi nó còn không còn ngủ được nữa mới vừa quay qua nằm đâu hai chị em im lặng hai chị em im lặng đâu được khoảng chừng 5 phút cái bắt đầu kêu trung trung nói chuyện với tao đi trung ơi tao không buồn ngủ trung ơi nói chuyện với tao tao sợ quá đó vừa mới nói vậy nghe tiếng ồ rồi biết ông ngủ không ngái quay qua giờ ông đeo tay nghe ông nằm ngủ không biết là ông có con ngái hay không hay là ông làm bộ ông vậy luôn đó nha thấy đeo tai nghe như vậy là cái màn hình điện thoại còn sáng là đang nghe youtube đang nghe kinh kệ mọi mà. người trên màn hình điện thoại là đang nghe kinh phật này họ rồi đó ngang là ông nằm ở đó như vậy đó rồi bà trang mới trời đất ơi rồi sao đây là mắt mở trao tráo chứ biết sao giờ nằm chút xíu nữa xong cái nhắm mắt lại cũng niệm phật này nọ đời cũng nghe cũng niệm theo này nọ rồi mà không tài nào ngủ được nha mọi người nha mọi người phải hiểu cái cảm giác đó giống như là mình ngủ mình ngủ mấy ngày mấy 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 đêm bây giờ mình mở mắt ra là không còn ngủ được nữa đó Lúc này nghe, nghe cái tiếng bước chân mà mọi người tưởng tượng những người người ta bị thương về chân đó ha mọi người ha, người ta bị kiểu như là bị bị tật về chân hay sao đó, họ đi đó, là cái tiếng bước chân nó không được đều đó, cứ nghe cà lẹp bẹp, cà lẹp bẹp, cà lẹp bẹp, cà lẹp, lẹp bẹp, nghe, đang nằm nghe cà lẹp bẹp, cà lẹp bẹp, cà lẹp bẹp, bắt đầu là hơi rung rung chút xíu nhưng mà lúc cái lúc đó đó là mình có nhiều suy nghĩ lắm mọi người chứ không phải là ờ ừ, nghe lẹp bẹp ơi ê, ơi ê, con ma kìa không phải như vậy mình nghe cái lẹp bẹp là bẹp mình cũng cứ tưởng tại vì trùng hợp một cái là bà này bà đang ở trong cái khu tai nạn mình nhắc đi nhắc lại hoài thì trong khu tai nạn những người bị thương về chân thiếu cha vậy thì nhiều khi nhầm khi đêm hôm ta cũng đi tiêu đi tiểu nọ ta đi ngang phòng mình không lẽ mình nghĩ người ta là ma tội người ta quá mà cứ nghe cái tiếng cái lẹp bẹp cái lẹp bẹp cái đi qua đi lại đâu khoảng chừng 10 phút sau cái cả lẹp bẹp cái lẹp bẹp đi lại nè giống như cảnh tượng là ờ ừ, là một cái người bị thương về chân người ta đi vô trong toilet ta đi xong bắt đầu làm người ta đi ra gì, kiểu vậy đó ba bốn quận như vậy nghe ba bốn vòng như vậy cứ lẹp bẹp lẹp bẹp vô năm phút cái lẹp bẹp lẹp đi ra mà không nghe tiếng dội nước là biết rồi ha à, là biết rồi không lẽ không không ai biết dội nước kiểu kiểu như vậy bất lịch sự cũng một hai người sao không lẽ giờ nguyên đoàn người ai cũng bất lịch sự cái lúc này nó ngộn cái gì nè ai cũng vậy hết trơn tò mò thôi thì người ta nhắm mắt tao biết ma thì tao nhắm mắt mẹ nó tao kệ không ngủ được thì cũng nhắm mắt cứ để đó chứ biết sao giờ bây giờ đợi trời sáng hay là chừng bốn chừng bốn giờ mấy hai trong bệnh viện giờ đó bốn giờ mấy bắt đầu là y tá điều dưỡng bệnh nhân thân nhân độn tay ra vô dữ lắm rồi nườm nượp rồi không có nằm hồi cái bắt đầu phải ma ông ta phải nói ông ta kiểu vậy hí con mắt ra giờ mà làm như nha chị trang làm như nó ma cỏ nó hẹn chỗ giống như lên là biết được từng ly từng tí những cái những cái hoạt động của mình mình vừa mới vừa nghe cái tiếng mất chân lẹp bẹp lẹp bẹp hí con mắt nhẹ dòm ra một cái thôi thấy cái ông hồi nãy ông đứng ngay chân cửa sổ mà ông không có đi giống như ông đang đi ông canh ông biết trước ừ rồi mày chuẩn bị mày mở mắt ra mày dòm tao là, là, ông đứng trước lại luôn ông nhìn cho bà trang đứng ngay chỗ cửa sổ nha ông đứng ông nhìn cái mặt ông cười nhưng mày đứng ngay cửa sổ mà vừa hí con mắt ra giật mình một cái là thiếu điều muốn đái trong quần luôn đó, là, là díu 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 liền luôn á Dứt mình một cái bắt đầu là là sợ bắt đầu là nước mắt tuôn 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 nhắm mắt lại bắt đầu là niệm phật niệm phật nó môi, là phật, môi của của nàng, rồi phật của bạn một lát cú khổ cú nạn người niệm quá trời niệm bắt đầu sợ rung nha đã rồi lúc đó từ đó trở về sau là không dám mở mắt ra luôn tới cái nỗi đó, chị sợ chị kêu trung ơi trung trung ơi trung mà với cái tay xuống thì không tới Tại vì cái băng ca nó để cao quá mà ông Trung thì ông nằm sát dưới mặt đất thì giới giới cái tai tính khiều khiều vô cái đầu ông như nè Mà khiều không tới mà cũng kêu Trung mê Trung à Trung mê Trung bà kêu hoài ông không có nghe Không biết là ông ngủ hay là ông dạo bộ ngủ thì ông biết mà con mắt thì không dám mở Cứ nằm như vậy đó trời ơi một tiếng đồng hồ nó y như là một ngày trời nó lâu cực kỳ lâu chút xíu nữa bắt đầu là nghe nghe cái tiếng xe đẩy mọi người xe đẩy mà những cái địa bạn điều dưỡng người nọ là bạn đi phát thuốc á nghe lét két, lét két lét két lét két mới mở mắt ra thấy bà điều dưỡng đi ngang bắt đầu là mới mới hết đó mới hết sợ đó rồi chút xíu sau thân nhân này nọ lúc khoảng chừng 4 giờ mấy nhanh trời chưa sáng nha bắt đầu là người ta ra vô đùm, đùm 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 bắt đầu lúc đó mới hết sợ à mới mở mắt ra này nọ đồn chút xíu À, rồi bắt đầu là sáng vậy bắt đầu ông trung ông bắt đầu ông ngồi vậy xong ông đi mua đồ ăn sáng cho bà đó mua ba cái cháo này nọ dinh dưỡng này nọ đó trời đất ơi bà trang bà cũng không phải là chửi thì cũng tội nghiệp tại vì em mình nó cũng bỏ công ăn chị làm mới vô đuôi mình nhưng mà chết nên trời nó ơi mày làm gì tối hôm qua đã tao gặp ma tao sợ thấy mẹ tao hết buồn ngủ rồi mà mày không thức với tao này nọ đồ mày làm tao để như vậy đó trời ơi tối hôm qua mày biết không cái nàng đó hả nó đi tới lui trước cửa phòng nè tao hí mắt ra tự tao không biết phải ma không tao hí mắt nó đứng ngay đó đó vừa nói vừa chỉ cửa sổ nó đứng ngay đó nó dòm tao nó cười y y gan cái gương mặt tối hôm qua luôn ông trung nó thôi thôi bà ơi bà, đừng kể tụi mấy cái đó đã tôi sợ ma thấy bà bà kể nữa tôi đi về đó không ai nuôi bà luôn đó nghe thôi tôi sợ lắm đó là lạng 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 là, là đi mua cháo cho bà chị nói đầu ngay thì nó cũng tội nghiệp à, cái cái người em đó ha nhưng cái câu chuyện nó chưa có kết thúc ở đây lúc đó đó cho tới trưa trưa chút xíu bắt đầu là mẹ vô mẹ của chị trang với lại anh này vô thăm mày nội rồi thì bắt đầu mới kể lại câu chuyện như vậy nha thì bắt đầu là bà nội đó thôi để ra gặp bác sĩ coi bữa nay nó không biết là thương chút xíu có còn phòng không để về đúng cái phòng dành cho những cái người bị bệnh đi à thì bắt đầu qua nói như vậy thì bác sĩ mới nói là nếu mà muốn về đó thì về chỉ nằm hành lang thôi chứ không được nằm phòng ok luôn đó là qua nằm hành lang này nọ được cũng được thêm một hai đêm nữa mũi chích này nọ nóng nực nhưng mà chấp nhận tại vì không gặp ma sau 3 ngày nằm bệnh viện đó là đi về là coi như là không có gì xảy ra không còn gặp thêm cái gì nữa nha nhưng không ngờ khi về tới nhà cái vong đó họ theo tới nhà luôn nha mọi người cái hiện tượng đầu tiên á mà cái chị Trang này chỉ nói là khi chị về tới nhà được khoảng chừng 3 bốn bữa rồi lúc đó là khỏe rồi khỏe phay phay đi tới luôn bình thường chứ không phải là mệt mỏi gì đâu tối nằm ngủ thì bị đánh thức bởi cái tiếng bước chân mà giống như là gọi là đi cũng cà lẹp bẹp cà lẹp bẹp cà lẹp bẹp như vậy một cái tiếng bước chân nó cực kỳ quen thuộc mà thức dậy cái là im á lúc đó đang ngủ mê nghe cà lẹp bẹp hết hồn giật mình nhớ tới khoảnh khắc trong bệnh viện giật mình mở mắt ra cái là im ru ngủ lại chút xíu chút xíu nữa nghe nữa nghe cà lẹp bẹp lẹp bẹp mở mắt ra bật ngồi dậy là im ru thì thôi lúc đó thì cũng nghĩ ừ thôi mình kiểu như là thần hồn nát thần tính rồi mình bị gặp như vậy mình mới vừa bệnh xong mình uh, ảo giác mình mộng mị nọ rồi cũng chưa có tin cho lắm nha tại vì mình nghĩ nó là những khi ma trong bệnh viện thôi chứ không lẽ đi về đi về tới nhà mình nó kỳ cục vậy trong khi nhà mình cũng thờ cúng này nọ đồ hẳn hôi kiểu kiểu như vậy đó nhưng bắt đầu nhanh khoảng cỡ đâu một tuần lễ sau thôi không cho gặp ngoài đời nữa mà cho gặp trong mơ mình nói á nếu mà hiện về trong mơ là một cái nó rất là nguy hiểm tại vì khi mà hiện về trong mơ nữa mọi người không có làm gì được họ mình nói chính xác không chứ nếu bây giờ dụ như gặp ở ngoài đi mình bỏ chạy rồi mình tép mình tội, mình dâu tầm này nọ mình bùa mình chú nó dễ đúng không Còn chẳng bây giờ nếu mà dễ nhất mình la cái á lên cái ba má qua cái là nhiều khi không gặp nữa nhưng mình đang ngủ mà họ kiểu như họ làm cho mình gặp ác mộng mơ thấy họ là rất là khó để mà mà mà, mà trị được đúng thật sự chỉ nói á cái giấc mơ đầu tiên chị thấy nha. Đang nằm ngủ như vậy nè, chị thấy chị trở lại cái bệnh viện đó. Trong giấc mơ cái lý do chị đi bệnh viện là chị bị kiểu như là bị gãy tay gãy chân gì đó cũng như là để họ làm sao họ hợp thức quá làm sao để mà trong giấc mơ chị nằm ở trong cái khu tai nạn mọi người tưởng tượng được không? Họ làm tới nổi như vậy luôn mà chị nói sao tự nhiên cái bệnh viện này nó vắng một cách đột ngột, nhìn qua nhìn lại không một bóng người mà để cái bệnh viện chấm 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 này mà không một bóng người mình nói là chắc từ lúc cái từ lúc mình mới thi công lên á chưa mở chưa mở cửa thì mai ra lúc đó mới không có người chứ còn bây giờ không bao giờ có chuyện mà bệnh viện nó không có người đâu thấy cái sự vô lý rồi đó thì chị đang bật ngồi dậy nó ủa sao kỳ với trong bệnh viện mình không có người ngợm nào không có y tá bác sĩ gì trong khi mình bị tai nạn như vậy vừa tính nhóm ngồi dậy là bắt đầu chị quay ra ngoài cửa nha trong giấc mơ là ban ngày ban mặt trong giấc mơ chị thấy rõ ràng cái ông đó ổng đứng ngay trước cửa bệnh viện ổng đứng, trước cửa phòng nhìn chị như vậy nè nhưng lúc này không có còn mà máu me nữa mặc cái bộ đồ ta nói cũng tươm tất cũng cũng quần jean áo thun này nọ đồ nhưng cái gương mặt không chạy đâu được một cái gương mặt ai kênh cười cái đầu chọc lóc như vậy nha chọc mà kiểu như không có một miếng tóc nào luôn nha là bóng mình lưỡng luôn nha Mình nói y như phan đinh tùng vậy đó cũng cười cái kia nhăn hoặc lên cười như vậy nè là hú hồn mua dí la làng la sớm không được không giật mình vậy được không phải chỉ nói là chị cảm nhận được là mình bị nhốt ở trong giấc mơ đó luôn rất là lâu chị cười chị la rồi chị cầm gối chị quăng vô người họ chị la ừ nó đó giận mà vừa sợ vừa giận hỏi mày là ai sao mày theo tao mày ám tao chửi thề tao nói là má mẹ tùm lum tùm la hết trơn phải một lúc lâu sau thì chị mới giật mình chị ngồi dậy được khi mà chị giật mình chị tỉnh và không phải là mình nói là xin lỗi khúc đó không phải là chị giật mình ngồi dậy được mà chị giật mình xong thì chị mới phát hiện được mình đang ngồi mọi người nghe kỹ không ạ à? à có nghĩa là chị giật mình vậy chị như giật mình một mở mắt ra thấy mình đang ngồi ở trên chính cái giường trong chính căn nhà của mình luôn là chị mớ mà chị mớ chị bật ngồi dậy luôn chị thấy mấy cái gói nó đang nằm ở dưới chân giường có nghĩa là trong giấc mơ chị chọi gói con ma đó là ở ngoài đời thật trong lúc mà chị ngủ gì cũng chọi gói như vậy luôn giống như mọi là bị mớ vậy đó mình hay người, người, việt nam mình hay gọi là bị mớ đó sợ vô cùng tận mọi người à sợ lắm mồ hôi một một kê đổ nhiễu nhão nha cầm cái điện thoại vô youtube bật kinh phật để trên đầu nằm liền một tiếng mấy đồng hồ sau mới ngủ được Ba bốn bữa sau lại tiếp tục gặp trong cái giấc mơ đó. Cái giấc mơ đó chị quay trở về bệnh viện đó nữa. Chị sợ. Không tài nào thoát ra được. Và cái người đàn ông đó chị nói nôm na. Họ tiến lại gần chị và họ đè xuống. Họ làm những cái chuyện này nọ nọ kia liếu liều. Nọ. Đó mình hay kể đó. Đó là làm những cái chuyện chăn gói với chị luôn. Và chị không tài nào chống cự được. Khi mà chị tỉnh giấc vậy chị, chị cảm giác được là ở phần dưới của mình Là nó đau nó rát luôn nha Vừa bị tổn thương tinh thần rất là nặng Mà vừa tổn thương về cái 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 cái, cái, cái bề ngoài Cái mà cơ thể nó khủng hoảng vô cùng Không còn lúc đó chị Trang chỉ đi làm mà Trên công ty có đi làm này nọ Hẳn hôi lương cũng tương đối ổn định Bỏ luôn không đi làm gì được luôn Bắt đầu là mới kể lại cho ba mẹ nghe này nọ đồ Kể lại cho mẹ thì chứ không kể lại cho ba Tại vì cái chuyện nói chuyện cũng tế nhị Chỉ kể lại cho mẹ nghe đó thì mẹ mới sợ quá đi là bắt đầu mới giấc mơ thứ hai vậy thôi nhà mẹ mới sợ quá đi bắt đầu là mẹ mới đi kiếm thầy thì chị nói đó chị không hề bị nhập mà chị bị vong theo thôi nha mà nó có một cái điểm rất giống như bị nhập luôn khi mà từ nhà chị đi qua bên nhà ông thầy chị cảm thấy trong người chị nó bức bối lắm chị là cái người kêu ờ ừ, mẹ ơi cứu con đi mẹ ơi dẫn con đi con thầy đi có nghĩa là trong lòng chị chỉ rất là mong muốn chị cầu xin mẹ chị dẫn chị đi coi thầy mà cái hôm đó buổi, cái buổi đầu giờ chiều à, mẹ kiếm được thầy rồi con chạy qua đây là cách nhà mình mười mấy cây số nè đó bây giờ đội nó mô hiểm chụp cái nông hiểm lên trên đề máy xe chạy xe ông mẹ chở con đi chỉ xuống dưới đó bắt đầu là chỉ đội cái nông mô hiểm lên trên đầu nha mẹ chỉ đề cái máy xe cắt rác lên cái gì nha chỉ nói gì nào mấy mẹ ơi thôi mình đừng đi được không mẹ Nên là không được con ủa mày kêu tao kiếm thầy tao đi kiếm thấy bà nội mới kiếm được thầy giỏi rồi mày đọc mày không đi Mày sao không đi lý do sao không đi mà nói tao nghe coi nó dạ con không biết nữa cái làm như tự nhiên sao con không muốn đi chắc chắc người ta đi rồi mẹ ơi chắc người ta không không có làm gì con đâu nữa mẹ ơi vậy á chị nói vậy đó, bắt đầu chị tháo cái nó mô hiểm giờ mới vừa cài cái cặp luôn bây giờ tháo cái cớp ra đưa lại cho mẹ bắt đầu đi vô ngồi trên ghế ngồi thường ngồi kiểu như ngồi thường rồi như vậy nè thì mẹ nói đi đi con trời đất ơi chuyện vậy rồi con phải đi chứ để về lâu về dài này nọ đâu trời đất ơi tao có còn, còn có mình mẹ gái đó ngang mày lỡ có gì này nọ đâu mày chưa cho tao cháu ngoại lỡ có gì sao nhưng chắc không sao đâu mẹ ơi Chắc con nghĩ không sao đâu Thôi chắc người ta đi rồi mẹ ơi Mấy bữa nay chắc con không thấy nữa Thôi không sao đâu mẹ con đi Trên đó con sợ quá à. Lên gặp thầy này nọ nọ kia Là bùa chú nữa con sợ Bắt ba Con coi phim thấy gì mà Bắt đốt thuốc rồi, Đốt bùa quậy 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 Nước cái nước đang kịnh Như nước cống mà Cho con uống sợ quá mẹ Đó là chỉ nói Không biết cái cảm giác chuyện sao Kỳ mẹ năn nỉ ỉ ôi một hồi nữa mấy nha Đó thì bắt đầu năng nỉ Bắt đầu lôi kéo gì lắm Bắt đầu chị mới leo lên xem Chị leo trên xe chị ngồi rồi chị vẫn điều khiển được cơ thể của mình Mọi người tưởng tượng là bà Trang bà vẫn là bà Trang thôi Nhưng trên đường chạy đi như vậy chị nó bức bối trong người mình Nó nóng rang mà nói chứ mẹ ơi thôi đi về mẹ ơi mẹ ơi thôi đi về mẹ Thôi thôi con không đi đâu mẹ ơi con sợ quá mẹ ơi con đi về với Họ khiến á Cái này mình nó phải gọi là họ khiến họ làm cho chị cứ vậy đó Cứ cứ phải cho chị không có muốn đi kiểu kiểu như vậy đã lên tới trước nhà bà thầy bà chị nói là chỉ ngứa ngái mình mẩy mình nó giống như là kim mà nó giống như mình bị mọi người bị dị ứng tôm hay là bị dấn hải sản bị dấn mì đai kiểu kiểu như vậy đó chỉ nó kỳ lắm kì người mình nó ngứa ngái mình đứng trước cửa nhà cái cửa nhà ông thầy lúc đó là có vàng bông bụp nữa có vàng bông bông bụp bằng trước rồi bắt đầu là cổng hoa giấy này nọ kiểu kiểu như vậy mà chỉ đứng chỉ nó mẹ ơi thôi chắc không về quá sao ngứa người có chân dạng tắm cái mẹ chở dạng tắm cái không đi vô nọ đồng lúc đó là mẹ bà biết chứ mẹ bà biết bà biết là rồi xong con mình là đang bị khiến kiểu kiểu như vậy mà thôi thôi con ráng vô cổng gặp thầy 5 phút thôi gặp thầy 5 phút nói chuyện chơi vài câu rồi về đó thì khi mà cái ông thầy đi ra ông dỗ vai dỗ ra cái bẹp này, nè thôi vô đi con lúc đó mà chị mới nói thoải mái lắm chị nói từ cái ông thầy mà ông dỗ lên cái da của chị một cái như vậy thì chị nói trời đất ơi không còn ngứa nữa mà cái chuyện mà không có muốn đi muốn về nhà là nó quên hết sạch Lúc đó tự nhiên chị muốn hơn lúc nào hết chị muốn đi vô nhà ông thầy ngồi liền vậy đó. Dạ 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 thầy là bước 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 bước, bước, bước vô cái nhà là ngồi ghế cái cạch xuống liền rồi bắt đầu mẹ đây mẹ mới kể. Chị ngồi đó thầy mời mời nước uống rồi bắt đầu là đầu từ đầu tới cuối là mẹ kể thôi tại vì chị cũng không có kể mà nó ừ là con tôi bị bệnh viện. Nó kể tôi nó gặp vậy 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 bệnh viện đó đó đó. Đó, đó. đó, đó. đó thì ông thầy ông cũng tặc lưỡi đó. Trời đất ơi trong đó dữ lắm nghe trong đó là tôi cũng hên xui để coi coi là là, là 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 là, dông, dông lâu chưa ngang chứ bệnh viện đó cũng lâu lắm rồi đó không biết dông vía đầu lâu chưa để coi con sao nghe à rồi bắt đầu kể dân kể dài hồi đó bắt đầu ừ rồi thôi để uh, tôi coi coi làm sao lên đốt nhang trên bàn thờ mà đó không phải là bàn thờ của quyền không phải là bàn thờ thần phật mà là bàn thờ một cái uh, ông thầy đó ông thờ một cái một cái gì đó đó, đó mà mình cũng không biết nữa nha rồi khi mà thắp xong như vậy cầm bàn thờ nói chuyện xong bắt đầu là ngồi mới đầu mới dòm chị trang cho nó rất là ngại luôn ông thầy đó ông dòm ông dòm vô mặt của mình đó nha mà ông dòm cái lẩm nhẩm cái gì Mọi người tưởng tượng mình là ông thầy đi mình mà mọi người là bà trang đang bị nhập mấy cái nhìn như vậy <laughs> ờ à, cứ vậy đó mà cứ lẩm bẩm trong miệng nói cái gì mà không tài nào nghe được không biết là ông đọc kinh đọc chú hay là ông đang trò chuyện với cái vong nó cũng không biết luôn mà ông nói ờ ờ ờ cái lâu lâu nghe được mấy câu rồi 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 rồi, rồi. ừ ừ ờ ừ, ờ à, cứ vậy đó mà cứ nhìn lơm 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 vậy đó mà chị trang ấy nói dạ có gì ông thầy dạ có gì? Dạ, có, có sao ông thầy nó không ông thầy bất tay nè à, mình kêu mình đang nhìn như vậy mình nói nói cái bà trang nó nói ủa có gì ông thầy dạ dạ sao thầy giao thầy kia <laughs> à, cứ cứ vậy đó nhìn nhìn thẳng mặt cứ vậy 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 nó thì khoảng cỡ đâu khoảng cỡ đâu hai chục phút rất là lâu 20 chục phút sau ông thầy ông nói, rồi ông nói là xong mới rồi nói rồi xong à, ông nói một câu là rồi, rồi xong mới rồi 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 mới ông mới kể cho nghe ông nói là cái vòng thanh niên đó là có cũng dạng cũng gọi là trẻ trâu này nọ cũng đua bơi rồi họ đua xe đó là mới gây tai nạn thì khi mà gây tai nạn như vậy là cho anh này là anh ở dưới quê ảnh lên trên Sài Gòn lập nghiệp rồi bắt đầu là tụ tập bạn bè nghe theo lời kêu gọi kiểu kiểu như vậy đó mới tụ tập đua xe và khi mà mất như vậy thì không có ai biết thân nhân mà giấy tờ tùy thân cũng không có thì người ta cũng gấp gáp dân chúng người ta mới đưa người ta thảy đại vô trong bệnh viện rồi thôi cái bệnh viện đây bây giờ mà nói mọi người đã nằm gần gần khu vực đó mà nó thậm chí là trong bán kính hồ chí minh cứ đụng xe cái rầm một cái là cứ đưa cứ ừ thôi đi vô bệnh viện đó đi ừ đi vô bệnh viện chấm 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 nó đi không à lúc nào cũng vậy hết trơn à rồi khi mà đưa vô đó người ta thấy trước cổng bệnh viện vậy rồi là ai làm gì làm chứ đâu phải là trách nhiệm của người ta đâu nói người ta máu lạnh cũng không đúng lỡ nhiều khi là nó còn nhiều thứ linh tinh lắm à rồi ở đây bệnh viện dớt vô thì khi mà vừa dớt vô đưa tới phòng cấp cứu là ổng chết ngắt rồi đó rồi sau đó bắt đầu là ổng cứ ở đó như vậy và rất là lâu lâu dữ lắm cái ông thầy đó ông còn nói luôn ông này ông thanh niên này á là đụng xe chết như vậy là chết trên một chiếc xe 67 mà chiếc xe 67 mọi người biết biết bao lâu chưa là kiểu như rất là lâu rồi mấy chục năm trời rồi là cứ quanh quẩn quanh quẩn ở trong đó hoài như vậy đó mà cái vong đó họ còn nói là họ cũng đi theo mấy người rồi cứ bị thầy pháp đó cũng là ổng đã từng theo biết bao nhiêu người như bà trang rồi cũng dâm bảy người như bà trang rồi đó rồi bắt đầu về nhà cũng vậy 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 rồi bắt đầu người nhà người ta cũng đi kiếm thầy pháp rồi cũng nói chuyện rồi cũng đuổi đi rồi cũng tự động quay về đó chứ không có bị thầy pháp mà gọi là bắt gọi là bỏ chùa bỏ nhà thờ không có là cái vong đó họ nói là họ nói với cái người thầy như vậy luôn đó nghe đó thì ông thầy ông nói thôi bây giờ vậy rồi thôi bây giờ dễ cái vong này cũng không có gì đâu đó là là cứ giờ giờ cho đưa bùa đưa chú rồi nọ rồi về nhưng có thuốc luôn nữa có cái loại thuốc mà giống như thuốc nam thuốc bắc mình nó là về sắc uống rồi cũng đeo bùa đeo chú vô là thôi đó à, là cái vong đó họ không có theo nữa là họ tự động họ về họ về đúng cái bệnh viện đó là họ cứ lây quanh quẩn quanh quẩn họ chờ năm này tháng kia họ chờ cái người mà giống vậy nữa họ cứ theo nữa rồi kiếm thầy pháp cứ cái là cái vòng lập đó mọi người cái vòng lập cứ theo rồi bị thầy pháp đẩy ra cứ theo rồi bị thầy pháp phải đẩy, đẩy ra như vậy là cứ vòng lập nó cứ đi hoài 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 như vậy thì người nhà của bà em nói ủa sao nếu mà vậy thôi tới tội người ta quá mới mình làm một lần đi tại mẹ nói là bây giờ tiền bạc thì tôi cũng nói chung là cũng không có nhiều nhưng mà nếu để như vậy mấy thầy coi thì thầy, thầy đánh đuổi được con ma thì ăn nhiêu tiền nói nói thẳng thừng vậy đó nó nói, thầy bây giờ thầy trị được ma đó thầy ăn được thầy ăn nhiêu tiền thầy nói tôi tôi coi được không được tôi mượn thêm thôi cũng làm luôn coi như là làm phước làm từ thiện chứ để bây giờ nó đi vòng vòng trống hoài rồi cứ nhập nhằng người này người kia hoài rồi tội nghiệp quá nói, phải, tại vì tôi là mẹ con tôi nó bị như vậy tôi biết lỡ người ta thì nọ đồ bị tôi thương người ta tôi làm ông thầy kia ông lắc tại nó thôi chị tiền bạc thì nọ đồ tôi làm được tôi cũng làm miễn phí nữa không có lý do gì đâu mà anh trang là cái người thứ bảy thứ tám không phải là không không phải không, không có lý do đó nếu bắt được là mấy người kia đó là cái người thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu là người thứ bảy rồi đó là người ta làm rồi chứ không phải đợi tới tôi đâu đó tôi nói thiệt thành ra thôi bây giờ nè tôi nói chị nghe nha chị nói vậy hơn là cái dòng nó đi đó chứ nãy mà dông nó còn vòng vòng đây chỉ nói vậy nó giật chỉ, giật chỉ gãy cổ chứ không phải giỡn thôi người ta như vậy nên bây giờ cứ cho người ta về đó đi rồi, rồi, bây giờ phước ai nấy hưởng thì nạn ai nấy chịu chứ bây giờ tôi tôi không có làm được thôi tôi nói vậy đó nhưng bây giờ về nè con cái mình xong được rồi biết là chị thương người ta nhưng mà ai cũng có phúc phần của họ á chứ thôi cứ kệ người ta đi người ta làm sao kệ người ta đừng có xía vô vậy mất công lắm nha rồi chị quên luôn cái chuyện đó đi nha nhiều khi dông vía này nọ đồ nó còn nghe này nọ đồ là nó biết chị có ý định làm vậy là chết với nó chứ không phải giỡn à rồi thôi, thôi hai, hai, mẹ con đi về đi Là đứng lên là xua 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 đuổi về như nó Tiền bạc không lấy nha Tiền bạc không lấy một cắt luôn nha nhang đèn để lại Ừ thôi để cái bên đó cho tôi đi đó chứ cũng không thèm đụng tới đó đó là con theo như mà chị Trang nói là mình cảm giác được là cái ông thầy đó ông hơi chảnh luôn á Thật sự cảm nhận được là nó ông, ông hơi chảnh luôn á à nhưng mà biết sao giờ tại vì người ta cũng cao tay người ta giúp mình được việc là được với lại những người như vậy thì thường đương nhiên nếu mà uh, là những người bình thường này nọ đồ thì người ta đâu làm thầy người ta phải có một cái sự gì đó nó nó, nó đặc biệt nó lạ hơn những người khác À rồi cũng đứng lên đi về là bắt đầu về tới nhà là cho tới hiện tại bây giờ luôn nha Đó là bình an vô sự câu chuyện này nó xảy ra vào năm 2014 Có nghĩa là tới bây giờ là cũng 7-8 năm trời rồi à, Và cũng không gặp thêm bất kỳ một trường hợp nào luôn nha mọi người nha Và chỉ có một cái nặng nhẹ gì đó đó nghe à, Thôi đi qua bệnh viện khác chứ không có vô đó Dù như gãy tay gãy chân gì thôi rồi, Ngoài bệnh viện đó còn có sùng chính chứ Sùng chính trận đạo là chuyên những này nọ đồ tay chân họng Gãy tay nạn này nọ đồ, đồ đi qua đó chứ không bao giờ mà vô trong bệnh viện này nữa nha mọi người nha. Đó, rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay, khá là ghê và kinh dị luôn nha mọi người nghe. À rồi. Bây giờ mình sẽ uh, tiếp tục qua tới cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Thì trước khi qua câu chuyện đó cho mình xin thông báo một chút xíu. Mọi người thấy không? Hôm nay mình không có kéo sản phẩm vô, mình không có làm gì nữa cả. Không phải là mình nghỉ bán mà cho tới ngày hôm nay hôm nay mình để coi Hôm nay là ngày 22 Tết Nhưng khi mà mọi người nghe được câu chuyện này đó Thì mình nghĩ là đã là 23 Tết rồi Có nghĩa còn đúng có hai ngày nữa thôi Là Vũ Mập chính thức ngưng bán Những sản phẩm Tết này nọ Tất cả mọi thứ là tới mùng 10 lận Tới mùng 10 mình mới khai trương trở lại nha mọi người nha Tại vì mình cũng cho nhân viên mình nó quanh năm nó làm phục vụ mọi người rồi Cũng ham cũng muốn bán phục vụ xuyên Tết giống như là kể chuyện xuyên Tết nhưng thôi cái gì tham quá nó cũng không tốt mọi người ha à, nên mình sẽ chính thức nghỉ tới tận 15 ngày vũ mập nghỉ tết tận 15 ngày chuyện vẫn còn nha chuyện vẫn có chuyện xuyên tết nhưng mà chỉ là không có bán đồ ăn trong dịp tết thôi nên cả nhà tranh thủ giúp mình nhất là những người ở tỉnh những người ở chỗ xa sau đó thì ngay lúc này khi mà nghe được câu chuyện này nhanh nhanh liên hệ với mới mình liền ở trên trang ăn vặt vũ mập com đó hoặc là cái trong đó có số hotline của vợ mình chứ đừng gọi cho mình tội nghiệp mình mình cũng còn thời gian mình kể chuyện mọi người nữa trên trang ăn vặt du mập com trên đó có để số hotline đó gọi vợ mình cái để coi còn giao hàng được không còn món gì món gì nha tới hiện tại khi bây giờ mình đang ngồi đây mình còn không không có biết dưới kho mình có món gì nữa đang lên đơn kéo băng keo đọt rẹt đọt rẹt ở dưới đó tại vì đang bây giờ là cái đơn rất là nhiều không phải không, mình không có có, có chảnh đâu mọi người quanh năm suốt tháng mình bán nó cũng được được thôi mà cái dịp tết này mọi người thương mọi người ủng hộ dữ lắm đang kéo băng keo ở dưới rọt rẹt luôn thành ra mình cũng không có biết được là ở dưới còn món gì nên khi mọi người nghe được câu chuyện này ai muốn mua hàng tết này nọ đồ bánh bía tất cả mọi thứ đó thì gọi liền để coi vợ mình còn gì thì các lấy cái đó giúp mình cái như là sớm sớm này nọ coi còn giao hàng được không à, vậy ha mọi người ha và Mọi người nên lưu ý nha Vẫn còn cái combo Tết như thế này nha Đặc biệt là combo Tết nên mua giúp mình Xin nói lại một lần nữa cho những người nào chưa biết combo Tết nó là như thế nào Combo là giá nó rẻ hơn Bình thường khi mọi người mua lẻ những cái món như thế này đây Thì nó khoảng cỡ hơn 700 ngàn Tính luôn tiền ship À, thì bây giờ cái giá mình bán ra là 579 ngàn đã free ship, đã miễn phí vận chuyển toàn lãnh thổ Việt Nam cho mọi người luôn rồi. Không cần biết ở tỉnh nào, miễn phí hết. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là còn tặng thêm cho mọi người một cái bịch nhang nụ. Cái hàng này nó nhang là mình không bán, chỉ tặng thôi nha mọi người nha à thì cái giá và cái combo nó bao gồm là một hộp lạp xưởng cho mọi người tết này nọ khách cứ tới đãi ha rồi có thêm cái khô bò cũng là để đãi khách luôn nha trời ơi khô bò mà đãi khách đãi khách là khách người ta tới mà đổ cái hũ khô bò ra cho người ta ăn là người ta nhớ cái gì mọi người hoài luôn thiệt sự là cứ tết năm sau ghé nữa còn những khách nào mình muốn ừ là tết không đừng ghé thôi đừng cho ăn Nó dở nó cho còn khách nào mình muốn à cái điều đặc biệt mình chiêu đãi mà mình gọi là chiêu đãi mà lấy khô bò viên ra cho ăn thử đó là ghiền liền nha rồi tiếp theo sau đó là có hai cây bánh bía để mọi người để lên trên cái bàn giao thừa cho nó đẹp không mọi người hay cho ông bà rước ông bà về ăn đó cho thơm ngon này nọ rồi á là có hai cây bánh bía như vậy nha mọi người nha đó gọi là tám trứng tám bánh và bốn mùi vị khác nhau nha mọi người nha đó và tiếp theo sau đó nữa là chúng ta sẽ có một cái hộp nhang để dành trên bàn giao thừa mình thắp cái nhang này lên đó thắp này nọ rồi mình một mình, mình chờ chút xíu sau bắt đầu là nhang nó tàn hết mà tàn nó không rớt nó xoắn 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 lại đó mình thấy cái giao thừa một cái năm nó đẹp một cái bàn giao thừa nó đẹp như vậy đầu năm đầu tháng nó chiếu chiếu ánh vàng lên như vậy đó để cho cái sự sung túc này nọ đồ hoa lộc phát này nọ đồ mình nhìn là nó hiện trên cái bàn giao thừa của mình đó đó là một cái bộ combo tết của mình là nó có những món như vậy những cái giá lẻ cộng lại rồi ok hơn 700 trăm ngàn chưa tính sườn ship nhưng khi một người mua bây giờ mua liền cái combo đã nhắn tin cho mình hay là nhắn tin cho vợ mình combo tết quăng địa chỉ lại giá chỉ có 579 trăm bảy ngàn thôi và miễn phí vận chuyển toàn quốc mọi người ha rồi đó là tiết mục quảng cáo là chị tôi nói hơi dài dài chút xíu tại vì nếu mà không nói dài mọi người quên mọi người không mua là chết mình à, và cũng kiểu như thiệt thòi cho mọi người nó kiểu kiểu như vậy nha rồi nhớ tranh thủ giúp mình còn có hai ngày nữa thôi nha cảm ơn cả nhà rất nhiều bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay Câu chuyện này do một bạn bạn tên là Tài Nguyễn bạn gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mập của mình. Năm nay bạn 26 tuổi, nhỏ hơn mình ha. À, thì bạn Tài đó bạn có gửi về một cái câu chuyện mà bạn nói là sau cái đợt đó là bạn cũng còn đi nhậu nhưng mà ít nhậu lại mà còn nó nói nói về mà nhậu ban đêm là hầu như là bạn không dám nhậu luôn á. À, cách đây lúc đó là khoảng cỡ 10 năm, 16 tuổi thời điểm đó bạn 16, 17 tuổi là một cái người thanh niên trai trẻ rồi cũng thật sự là trẻ trâu bạn cũng khẳng định mà nó thời điểm đó em trẻ trâu lắm chủ ơi trời ơi đua xe đua bơi rồi gặp ai cũng chửi nói nói chung là mình cũng như là mình, là cha thiên hạ nó thẳng là như vậy luôn lắm thì cái hôm đó nó có lúc đó thì bạn ở nhà trọ bên quận bình tân mà bình tân cách đây 10 năm cũng còn rất là hoang vắng nha gần gần mà kiểu như an lạc vùng dòng xe an lạc kiểu kiểu như vậy đó những người nào có ở là biết nha À, thì lúc đó là bạn có ở cùng với gia đình của bạn cũng khá là đông trong cái nhà trọ đó thì bạn đi suốt à mà ít khi nào bạn về lắm cái chỗ nhà trọ đó hầu như là bạn chỉ về bạn ngủ rồi đó có hôm đi làm mà nó đi làm kiểu như là đi làm công nhân bốc giác rồi thợ hồ cũng có tùm lum tùm lá trên đó có thời điểm bạn này bạn còn đi bán vé số nữa ngang nhiều lắm thì hôm đó là bạn có quen một cái người bạn mới mới rủ bạn đi qua bên quận 5 để mà mà nhậu cũng gần chợ An Đông đó ngồi trước kiểu như là cái chợ An Đông như vậy nè. Rằng trước nó có cái bãi mà buổi tối đi vắng que hàng ngồi đó là mày làm cái bàn ra ngồi nhậu thôi. á à rồi nhậu nhạc xong thì ông này ông bị cái là ông nhậu nhạc xong ông hay chửi chửi thề tầm bậy tầm bạ nọ đồ đó thì khi mà đang chửi như vậy nè thì cũng có một cái nhóm khác cũng ngồi nhậu kế bên nghe thằng này nó sao nó phách lối quá đi nó, nó nhìn thấy nó chừng mười mấy tuổi chưa tới hai chục mà nó ngồi nó, nó nhậu cái gì mà nó dỗ đồ đen đét rồi nó cứ má mẹ rồi anh hùng này nọ đồ dữ dằn lắm thì cũng qua cũng sấn sấn lại cũng kiếm chuyện này nọ kiểu như vậy không có quýnh lộn chưa hề có một cuộc ẩu đả nào xảy ra cả đó thì sau khi mà dàn xếp xong như vậy thì mấy đứa bạn nó mới đuổi ông ông tài này về nó thôi mày về đi mày ơi mày sai xỉn rồi thôi mày chạy về mày ngủ đi rồi sáng mai hẹn uống cà phê chứ trời đất ơi mày ngồi ở đây là lỡ mày ho hen này nọ đồ người ta là toàn giang hồ cẩm cán không rồi hồi nó sách dao lại mà sách mã tấu lại chém thấy mẹ rồi tao chết lây với mày làm sao đó thì bắt đầu trời đất ơi ở đây mình đã bị bên kia kiếm chuyện mà bạn nó đuổi về nữa thì ông này ổng kiểu như là ổng rất là bực mọi người tưởng tượng không lên trên xe vác cái nó mà hiểm đội lên đầu cái bắt đầu chạy về là tại chạy từ an đông đó nha từ an đông đó thì mình nếu mình thêm mình nhớ là đi cái đường gọi là cái đường à, hồng bàng này nọ đồ hang tới bùng binh phú lâm ha rồi chạy đường kinh dương vương này nọ đồ cái hướng mà về dòng xe an lạc đó nó cũng độ đâu khoảng chừng chắc mình khoảng cỡ bảy tám cây số gì đó ha trên đường không chạy về ông chửi không chửi như một thằng khùng bạn tại mà nói trời bây giờ mà nhớ lại mà lúc đó thiệt thiệt chứ lúc đó mà có ai quay phim là một cái là bây giờ coi lại quê muốn chết luôn chạy về cứ chạy lèm mẹ mê tôi chạy học bạn tao không can tao chép tụi bay chết mẹ tôi bay rồi kiểu kiểu không vậy cứ lèm bèm lèm bèm trên đường chạy về lèm bèm như vậy đó thì về tới gần tới nhà trọ cách nhà trọ khoảng chừng một hai cây số lúc đó xỉn nhưng mà vẫn nhớ đường về nha chứ không phải mà là quắc gần câu đâu thì ghé cách nhà hai hai ba cây số lúc đó bình tân là nó có một cái bụi chuối rất là lớn không phải là cái vườn chuối để người ta trồng kinh doanh mà là cái bụi chuối bình thường mà nó nhiều thôi nó khoảng cỡ đâu ba hai ba chục cây kiểu kiểu như vậy nó nhiều như vậy nè à, thì mấy ghé đó đá trống bắt đầu là vô bắt đầu là đi, vệ sinh đi tiểu mới mới giặt ra tiểu thì cũng đứng ở đó đứng nhìn vô cũng tiểu này nọ đồ cũng nè tôi 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 đái trên đầu mày luôn nè chó này nọ đồ nãy nó không trang chém thấy mẹ nè tôi đái vô bản mặt mày nữa là kiểu kiểu như vậy mọi người tưởng tượng không trẻ trâu mà rồi xong cái đầu là cũng vẫy 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 rồi cũng nhét vô rồi cũng leo lên xe rồi cũng chạy về à, về tới nhà xong bắt đầu là cất xe mà về tới nhà cái hiền tại vì sợ ba mẹ biết về tới nhà không chửi nữa đã có chìa khóa riêng tự mở cửa vô còn nghe ba mẹ vô tay mày mới về mày dạ dạ mới về đi nhậu bạn mới về mày ngủ gì suốt đi lên gác nằm ngủ đúng mày à rồi cất xe khóa cổ bắt đầu là leo lên trên gác trên gác nó chỉ có một mình bạn tài bạn ngủ thôi nằm ở trên đó ngủ ngủ nằm xuống cái ngủ liền xỉn mà nằm xuống cái ngủ liền à mà đang ngủ đâu cũng lâu nha ngủ cũng mấy tiếng đồng hồ sau cái bắt đầu là nghe nghe cái uh, tiếng bước chân đi lên trên cái gác mà lúc đó là nhà trọ mà không phải là cái kiểu như là cái cầu thang bằng sắt nha mà cái gác nó lại cái cầu thang bằng cây dạ mùi ha đi cái tiếng cà cò cà kẹt cà cò kẹt lên như vậy nè thì ông này ông mới bực đang xỉn mà ông mới nghĩ trong đầu nó trời đất ơi giờ này ông bả lên làm cái gì ổng bả đây là ba mẹ của bạn này đó mà ngày xưa kêu ổng bả không à ổng bả lên làm gì trời đó thì cũng mở mắt ra dòm thì khi mà mở mắt ra ngoài cửa dòm á thấy cái cửa mở ra cái cửa tự cái cửa mà cửa bằng nhựa đó mọi người cửa bằng nhựa mà mua cứ mấy trăm ngàn cái mở ra như vậy nghe cái kí... như vậy nè đứng dòm thấy thấy có một người phụ nữ kế bên có thêm đứa nhóc nữa nhóc nhỏ chắc cũng phải chừng năm sáu tuổi kiểu như vậy mới đứng trước cho mày. ông tài ông chưa sợ lắm ông tài ông nghĩ nói ủa giờ này bà này bà bán vé số bây vô tới nhà mới mời trời kỳ cục vé số đứng trước nhà người ta mời thôi mà giờ này đêm hôm nhiều khi người ta còn chửi người ta tạt nước người ta kêu không mua đó bà lên tới phòng mình mới đứng mà mở cửa ra bà mời giấy số không lẽ vậy tại vì mình thấy cái cảnh tượng mà một bà mẹ dẫn đứa con mà nhìn rất là là kiểu như là tàn tò tàn tạ tà, nọ mình nói giống như là vô gia cư mình nói xin lỗi là như vậy ha mặc đồ cũng rách rưới thì mình ông này em cứ tưởng đâu là giấy số tưởng như vậy vừa ngồi vậy à khi mà ngồi vậy tính nó ừ bà ơi thôi bà bán giấy số thì bà đi ra đi bán giấy số bà vô tới nhà bà leo lên gác bà mời tôi mua ai đâu mua cho bà kiểu vậy vừa ngồi vậy mà nghe một cái câu như vậy nè kêu ba đi con thấy cái người phụ nữ đó chỉ cái tay về hướng bạn kêu ba đi con nhóc nhỏ đứng kia bên ba ba nổi da gà cục cục nó trời đất ơi mình 16 tuổi ghệ chưa có mà giờ có một mẹ một con biết là nào không hay bắt đầu thấy cái gì đó nó sai sai nha thấy cái gì đó nó ngộ 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 nha vội mắt dòm lại một cái hai mẹ con cái chân hỏng đất một gan tay cái chân mà cứ lơ lửng là thằng nhóc nó cũng lơ lửng mà bà này bà cũng lơ lửng nữa hai người gan tay cứ đứng mà cứ cái đứng chân 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 như vậy nè hú hồn hú vía tao nói nhân la gặp ma mà la thì mọi người biết rồi đó la la um sùm trời đất á à, la ma mày ơi cứu con la um sùm trời đất hết trơn mà khi mà la đâu mở mắt không có một người nào mà la mà mở mắt la cái nhắm mắt mẹ mày ơi cứu con ghê sợ gặp ma hay nọ đâu la một hơi một hồi rác cái cổ họng luôn mở mắt ra hai mẹ con biến mất tiêu mà không hề có một người nào lên ứng cứu hết trơn à lúc đó sợ nằm xuống một cái mà không có dám bước ra khỏi phòng ví dụ như người ta lớn lớn chút xíu như cỡ tuổi mình đi mình không thấy đâu mình giọt xuống phòng mình la mình kêu ba mẹ mình ông này ông sợ nè, ông kiểu như tại vì ông thấy là ừ, ông nghĩ trong đầu như vậy nè ông tại ông nghĩ như vậy nè con ma á hai mẹ con ma nãy giờ đang đứng ngay cửa đó bây giờ mình chạy ra mình chạy tới đó mà ông bả và về hai mẹ con mà đứng ngay cầu thang cái là mình xỉu sợ sợ bắt đầu là nằm chùm mờ bắt đầu niệm phật nha lúc đó là tại vì cái tánh vậy là không bao giờ tin phật tinh thần tin quỷ thành ra là không có biết cái câu gì trơn chỉ biết là nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật vậy đó bình thường bán bổ gặp ma cái bắt đầu là cung kính liền à cứ niệm nam mô di đà phật nam mô di phật kiểu kiểu như vậy chút xíu sao mà thật sự nha lúc bởi vì sao cái câu chuyện đó luôn á nha là bạn tài bạn nói là bạn cũng bắt đầu là tin vô phật không có dám mà mà và không phải là bán bổ cái gì nghiêm trọng mà nhiều khi là cũng cười cười hay đem phật hay đem sư thầy thầy chùa ra rồi chế cháo những câu chuyện vui với bạn bè thôi chứ mình không phải là gọi là bán bổ giống như là cái chuyện kia ha đó thì niệm phật như vậy nha không biết làm sao bắt đầu là từ từ cái lòng nó đỡ sợ nó nhẹ chút xíu bắt đầu là cái 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 cơn buồn ngủ nó tới cái hơi men nó vẫn còn mà buồn ngủ tới mơ hơi men tới bắt đầu là phê phê ngồi cái nam mô gì nào cái ngủ nhưng mà cái câu chuyện nó chưa hết trong giấc mơ thấy luôn lần này là thấy cái người đàn bà người phụ nữ đó hiện về trong giấc mơ xinh đẹp trời ơi mặc đồ này nọ đồ tươm tất mà trời thì cũng sáng trong chính căn phòng đó như vậy đó à rồi bắt đầu là trong giấc mơ thấy như vậy nè đi vô phòng dẫn đứa nhỏ vô anh kêu mà nó là tưởng bạn tài bạn nói là không không tin cái giấc mơ đó nó kỳ lạ tới nỗi vậy nè đang nằm ngủ nghe kêu anh ơi vậy chở con đi học kìa bạn tài trong giấc mơ bạn tài mở mắt ra thấy là, thấy cái người phụ nữ đó vậy là nắm tay đứa con dẫn lên đứa con đang mặc bộ đồ đi học luôn anh ơi trời đất ơi tối hôm qua nhậu cho cố vô trễ học nhỏ rồi kìa dậy chở nhỏ đi học đi cha ngủ hoài là làm như là bạn tài thành một người chồng luôn mọi người tưởng tượng không là họ cho bạn tài thấy là bạn tài đang là một người chồng là cái nghĩa vụ của thằng chồng là sáng dậy là phải chở con đi học chở đứa con đi học rồi bà vợ ở nhà nội trợ thấy là đang mặc bộ đồ nó chuẩn bị nấu cơm nấu canh gì đó đó bắt đầu nói ủa gì vậy chị kêu bằng chị nói vậy chị ơi chị ơi lộn người chị ơi em còn nhỏ xíu à em mới 16 tuổi hà em chưa có ghệ nữa này nọ đồ sao em có con được này nọ đồ anh này giỡn hoài lẹ lẹ đi còn đi đi đưa nhỏ đi học để nhỏ trễ kìa gặp táp này nọ đồ em soạn đồ sẵn rồi đó đồ anh em để dưới nội đồ, đồ anh xuống anh chở nhỏ đi học đi lẹ 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 đi nè vừa nói vừa sấn sấn lại nắm cái tay kéo lên mọi người đã sấn lẹ, lẹ, đi dậy đi dậy đi xuống đánh ăn xuống biển rửa mặt đi lè, lè, chở nhỏ đi học mà như thiệt nha bắt đầu la trong giấc mơ lao mới chị ơi lộn người ơi chị em đừng chị sợ sợ đi chứ đuổi 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 đi như mày nè giật mình tỉnh giấc một hôm một kê đổ nhiễu nhão nhiễu nhão nhiễu nhão như mày đó mà cũng không dám bước xuống luôn cũng ở đây kêu bắt đầu cũng la ba ba, ba mẹ mẹ cũng la dữ lắm nha mà không một người nào lên hết trơn giống như mình nó là ở dưới lầu giống như là bị che lỗ tai bịt tai sao không ai nghe cái gì hết sợ thì khi mà sợ như vậy rồi cái cách cuối cùng là cái gì niệm phật nữa hồi nãy mình niệm phật ngon lành cành đào quá mà hiệu nghiệm quá mà thôi niệm phật nữa cũng nằm nhắm mắt lại nam mô di đà phật nam mô di đà phật cũng lâu lắm nha đâu không phải là 15 lăm hai phút sau nha ngủ được nữa Hả? <laughs> xin lỗi mọi người ho nghe nghe kỳ thì ngủ cái lần thứ hai như vậy trong giấc mơ này lại tiếp tục gặp cái người phụ nữ đó nữa Nhưng lần này không thấy sự xuất hiện của đứa nhỏ Không thấy sự xuất hiện của đứa nhỏ mà chỉ thấy người phụ nữ thôi mặc trên người một cái bộ đồ một cái bộ đồ ngủ rất là mỏng Vô trong phòng bắt đầu là vừa mở mắt ra thấy nằm kế bên rồi bắt đầu là vuốt ve này nọ giống như là chuẩn bị ân ái mà mình gọi là Ở trong cái chuyện ân ái mình người lớn thì mình nói được nha cái này mấy đứa nhỏ thôi chắc bịch tay lại nghe thì trong cái chuyện mà mình vợ chồng với nhau mình chuẩn bị này nọ nọ kia thì mình với mình hay gọi là cái khúc dạo đầu đúng không đó gọi là khúc dạo đầu nọ đó thì là bạn này bạn thấy cái cảnh tượng là cái cái cô phụ nữ đó cổ đang khúc dạo đầu với mình rồi vuốt ve rồi còn gờ vô trong cái chỗ hiểm này nọ đồ kiểu như vậy mà ông này cũng sợ lắm trời ơi bình thường mà thiệt vậy, chứ ông khoái chết à. à nhưng mà bây giờ là đang thấy cái cảnh tượng đó là đang là ma cỏ sợ dữ lắm bực mình ngồi dậy bắt đầu là kiểu như là lùi 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 lết 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 lết, lết, lết lại như vậy nè rồi cái người phụ nữ kiểu gì vậy anh thì nói đó mình làm đứa nữa đi có một đứa buồn quá hà đẻ thêm đứa nữa đi nha chắc đứa kiếm một đứa con trai đi cho có nếp có tẻ cho con mình nó vui Mình nó là y như là vợ chồng ngoài đời thiệt cái đó cứ bò bò lại như mà trời ông này không sợ ông la làng la là, sớm lên cũng giật mình tỉnh dậy nữa tới cái lần thứ hai mà nó gọi là nước tràn bờ đê rồi mọi người ơi không có còn cách nào vừa bật ngồi dậy là không cần biết là mẹ con có đứng ở ngoài cửa hay không nhưng phóng tới cầu thang mà lăn mà tới đó mà dấp chân mà lăn đuổi 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 xuống đây chạy vô phòng ba mẹ đập cửa đùng 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 ba ông mở cửa ra ông nói gì mày nhậu nhẹt về giờ này kiếm chuyện đó Ô, ba ơi cho ông vô ông ngủ ghê quá gặp ma gặp ma là phóng cái tuột ba trên giường nằm ngủ liền 16 tuổi đầu ngủ riêng từ năm bảy tám tuổi cho tới bây giờ là bảy tám năm trời rồi mà bây giờ tuột lên trên giường nằm ôm mẹ cứng ngắc như vậy ngủ thì ba ông thấy vậy ông cũng không biết nói gì ông cũng gom đồ ông ra phòng khách ông ngủ chứ biết sao giờ nhiều khi con mình nó bị cái gì tới sáng hôm sau ngồi dậy ngủ với mẹ là im không còn gì hết trơn sáng hôm sau ngồi dậy kể ừ từng ly từng tí vậy 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 kiểu kiểu như vậy đó đó thì ba mà cái người đàn ông trong gia đình lúc nào cũng vậy đó mày bởi vậy riết Nhậu nhẹt bê tha này nọ đồ tao rồi đó làm gì có như mày Hồi xưa làm gì dám mà nhậu nhẹt như mày đâu thiệt tình bây giờ đó là luôn chiều riết là hư kiểu vậy đó nhưng mẹ thì bà nó bà binh nó ờ thôi con ơi con đã nó đã vậy nó, nó, đi nhậu về nó gặp ma vậy vậy nguyên đêm họ sợ muốn chết mà sao ngộ không hen tôi ông nằm dưới đây nói trên đầu tôi ông chứ đâu bây giờ mà sao nó nó, nó la mà tôi sao tôi với ông nghe nghe không thì báo ông nói, trời đất ơi thôi thôi, 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 ma quỷ nó muốn làm gì nó làm sao mình biết được mình người trần mắt thịt này nọ đồ nhiều khi túi bà bị bịch tay này nọ đồ sao sao biết được Ê, rồi thôi bây giờ tính sao đây nói bây giờ nó nghe nó kể như vậy trời đất ơi từ an đông này nọ nó chửi và trời đất ơi, tôi nói nghe an đông này nọ đồ rồi trong vía này nọ rồi nó cũng nhiều bây giờ nó về là ngay chỗ bây giờ chỉ có hai điểm một là ở trên chợ an đông hai là ngay chỗ cái bụi chuối mà nó đứng nó đứng nó đái đó rồi, rồi, rồi nó chửi bữa chửi bới này nọ rồi đó thì không biết chỗ nào <laughs> thôi bây giờ thôi chỗ nào gần mình đi trước đi bây giờ chạy ra ngoài buổi chuối để coi coi làm sao à rồi cũng lên xe nọ rồi cũng ra ba mẹ con rồi nọ đi hai chiếc xe nói giờ ba mẹ đi chiếc rồi bạn bạn tài là bạn đi một chiếc đi ra tới ngoài buổi chuối cách nhà có một hai cây số thôi cũng gần thôi hà ra tới đó bắt đầu tới buổi chuối thấy buổi chuối um tùm ở dạ đúng rồi chỗ này tối qua con đứng đáy nè thì bắt đầu ba ông cũng tới ông dạch dạch buổi chuối rồi ông coi bắt đầu ông chỉ những rùng mình ông đi lên rồi mình nói thôi bây giờ chạy đâu mà chợ mua đồ cúng này nọ đồ này đồ, đồ son phấn này nọ đồ phụ nữ nghe không rồi đồ, đồ ăn gì đồ mặt em bé này nọ đồ tới đây chắc cúng bàn cũng hơi lớn à nói ông nói cái gì ghê vậy nó ừ, tôi tôi cũng chưa có biết chắc nữa nhưng mà thôi bây giờ mua đồ cúng đó rồi sẵn tiện rồi trong quá trình mua đồ cúng đó kiếm quán cà phê nè mà quán cà phê mà dĩa hè nha quán cà phê được dĩa hè đâu Rồi để tôi hỏi thăm ta thử coi phải không chứ tôi cũng không biết chắc nữa kiểu như là cũng ấp ấp mở mở như vậy rồi thôi nghe ba mình nói thì cũng làm theo ra cái chợ gần đó nó mua đồ đạc xong cũng lại gần gần chỗ buổi chuối đó có quán cà phê cốc vỉa hè nè ngồi đó cái uh, kêu nước ra cái uh, làm bộ làm thân làm quen cái hỏi nó ở ờ, chị nó buổi chuối đó rồi nó thấy um âm tầm quá nó chừng có ma chị ha buổi chuối nó nhìn thấy ghê nó trời nó sợ như khi ma cỏ nó nọ đâu rồi tôi hỏi mấy tôi nhiều chuyện tôi hỏi rồi tôi biết tôi kêu một con tôi nè nó đi học đi làm nó đi né cái đường đó cho đừng đi đó là bà kia bắt đầu là hỏi ngang là vô hệ liền nó trời đất ơi ở trong đó nghe nói ma không đúng mà quỷ cũng không phải nữa ghê lắm đó là có uh, có bây giờ là hai mẹ con lúc trước là chết là con đứa thôi mà bây giờ hai mẹ con đã nghe tới đó là bạn tài nổi da gà nọ rồi bắt đầu tập trung lại nghe nha thì cái bà bán nước bà nói á câu chuyện xảy ra nó cũng vài năm trời rồi cái lúc đó nó nghe nói đầu là cũng cũng là thân gái mình cái cô gái thân gái mình đâu dưới quê đó rồi bị dụ dỗ làm sao mới lên sài gòn làm ăn rồi bắt đầu là này nọ nọ kia làm sao đó thì cũng đem cái bụng bầu đem bụng bầu về rồi ba mẹ không thừa nhận không biết mặt cha là ai này nọ rồi bắt đầu đuổi đi đuổi đi đuổi đi thì cũng thôi cũng lên lại sài gòn đó không lúc đó là không phải là nói mình nói giác bụng bầu không có nghĩa là bầu đã lớn mà nó là cái bụng đã có bầu thôi là khoảng cỡ chừng ba bốn tháng thôi rồi que thử thai hai dạch rồi biết vậy thôi chứ cũng cái bụng cũng chưa ấy à, rồi bắt đầu lên trên đây là cũng lắc lư lắc lư trên đây là kiểu như vậy nè cũng đi làm này nọ đồ rồi bắt đầu càng ngại bụng càng bự mà làm cũng không ra tiền là cũng chán nản quá đi kiểu như vậy đó thì bắt đầu là mới tới cái chỗ bụi chuối đó thời điểm đó là chưa có cây chuối nào trên là một miếng đất trống thôi đó rồi mới tới đó bắt đầu là mới tự tử bằng hình thức nào đó thì không biết Nha. À, rồi sau đó bắt đầu công an này nọ rồi cũng tới rồi cũng lục giấy tờ tùy thân rồi cũng gọi gia đình lên lãnh xác về nọ, đồ này nọ rồi lại không hề kêu hồn kêu vía gì hết trơn á ở dưới đó gia đình nghèo mà trời đất ơi mà nói tự dưới cà mau đi mà kêu lên sài gòn lên lên xuống mấy bận để mà kêu dông kêu vía kêu hồn về thì tiền bạc đâu mà chịu cái thấu đúng không thành ra là không có làm hết trơn là cứ lên lãnh lãnh sát về rồi xuống rồi bắt đầu là đào lỗ sau nhà chôn vậy thôi chứ giờ sao giờ đã thì từ lúc đó trở đi nó ngang đêm hôm bắt đầu là đi ngang người ta nói á tại vì cái câu chuyện đó bây giờ câu chuyện này xảy ra cách đây 10 năm mà còn câu chuyện của cô gái cũng mất là cách đó thêm vài năm nữa là tổng cộng trước sau là mười mấy năm trời bình tân nó vắng dữ lắm mình ở bình chánh nè bình bình chánh vắng hơn nha bình tân cũng vắng mà bình chánh vắng hơn nhưng tóm lại là bình tân lúc đó là nó ghê lắm không có được sơm tụ như bây giờ đâu thì bắt đầu á những người người ta đi Bình Tân mọi người biết không? Bình Tân là gần chỗ nào mọi người biết không? Là ngay chỗ đường Nguyễn Văn Linh. Mà đường Nguyễn Văn Linh á là nó gần chợ Bình Điền. Đó, thành chợ đầu mối Bình Điền mà thành ra là những cái người mà người ta hay đi chợ mối đầu mối người ta lấy cá lấy tôm lấy tép về người ta bán đó mọi người. Kiểu như vậy đó là thường thường đi ngang cái chỗ đó nó ngang chạy xe là nghe có người kiểu như là bà đẻ bảo rên mới đau đẻ đó. Vô từ Vũ biết vô đó mà nghe mấy bà mới bảo rên đau đẻ là nghe một lần thôi là về thương vợ liền mấy ông vô cổng thử đi biết nghe bảo rên nghe mới bảo rên là về thương vợ dữ lắm đó đi ngang nha nghe rên đau rên đớn này nọ đồng nha dừng lại cũng coi coi cái vụ gì mình xuống mình giúp đỡ này nọ đâu dừng lại kiếm giáp vòng không thấy đâu mà cứ nghe cái tiếng rên nó cứ văng vẳng văng vẳng rồi thôi biết ma rồi là lên xe giọt đi kiểu như vậy rất là nhiều những người người ta gặp như vậy đâu khoảng chừng vài tuần lễ sau bắt đầu không còn nghe tiếng rên nữa nghe tiếng ru à, và đồng thời lúc đó cái khoảnh khắc giao thoa giữa cái chuyện mà rên đau rên đớn và cái chuyện nghe tiếng ru đó, cái khúc giữa đó có một cái cây chuối hột nó mọc lên từ lúc nào không biết, không biết lý do tại sao. À có một cái cây chuối hột. Chuối hột ra hoa là hồn ma nở nhụy. Đây là cái câu chuyện mình đã từng kể rồi. Đó là cái tựa đề câu chuyện cách đây cũng không lâu mình đã từng kể giống như vậy đó. Là người ta nói á là cái cây chuối hột như vậy không biết vô tình hay cố ý. Nếu như cái cây chuối hột đó mà nằm kế bên cái, cái chỗ mà cái vong hồn họ mất á thì cái cây chú hột khi mà nó ra hoa như vậy là cái hồn ma ra hoa nở trái nào đó thì cái hồn ma cũng đã sanh con được luôn đây là một câu chuyện là, là tương truyền rất là lâu rồi đó thì khi mà cái cây chú hột nó ra hoa xong là không ai còn nghe cái tiếng rên đau đớn của bà đẻ nữa mà chuyển qua là cái tiếng ru con đó rồi không biết rồi càng ngày lý do tại sao buổi chuối nó mọc lên à không biết lý do tại sao có thể là nhầm khi người ta trồng cũng có gì khi người ta ăn chuối tôi quăng cũng, cũng có kiểu kiểu như vậy đó cũng không cũng không, không phải đổi thừa là tâm linh đâu không đâu rồi mọi người ha đó rồi càng ngày bắt đầu chuối nó mọc lên mọc nhiều lên như vậy nó mới che khuất luôn cái cây chuối hột luôn mọi người tưởng tượng không đó giống như là những cái cây chuối nó bao quanh như vậy ở giữa mới là cái cây chuối hột nên khi mà bạn tài này bạn cái bạn tiểu bạn, bạn không có hề thấy cái chuyện đó mà bây giờ cho ông tài ông thấy luôn đi chăng nữa ông cũng không biết nữa 16 tuổi thời điểm đó ví dụ như rất là nhiều người trong kênh mình cũng đâu biết thấy chuối hột thì biết chuối hột nhìn thèm rượu kiểu như vậy thôi chứ cũng đâu có biết mà cái chuyện mà ừ, là chuối hột ra, ra ra hoa là hồn ma nở nhụy sao mọi người biết được cái chuyện đó đúng không đó nên Thành ra đó là lâu càng về lâu về dài như vậy là người ta thường cũng thường xuyên nghe cái tiếng mà, ừ là đi ngang nó khi mà buổi chuối có rồi nha, hình thành buổi chuối rồi nha, ghé đó này nọ đồ đứng nghỉ chân này nọ đó là nghe tiếng có hai mẹ con nói chuyện rồi chọc ghẹo này nọ ừ là mẹ ra mẹ bắt chú đó vô chơi với con nha. Mà đêm hôm mà nghe trong buổi chuối mà kêu kiểu đó thì trời đất ơi ai mà không chạy. Nó là cứ chạy suốt như vậy luôn mà không một ai bị theo cả không biết là có hay không bà cái bà bán nước thì bà nói như vậy là chưa thấy ai bị theo tại vì cũng không có thấy ai tới cúng kiến ấy. biết biết vậy thôi chưa bao giờ thấy ở đây mà kêu uh, thầy chùa cha nhà thờ nọ đồ tới cúng kiến chưa bao giờ thấy à, là bây giờ anh chị là cái người đầu tiên là tới cúng đó. là chắc có thể là bạn tài là cái người đầu tiên bị theo ở đó luôn là do là cũng đứng rồi cũng tiêu tiểu trên đầu của người cổ của người ta rồi là chửi thề này nọ rồi tất cả mọi thứ này nọ được kiểu như vậy nên vong người ta mới theo như vậy thì khi mà biết sáng tỏa mỗi câu chuyện như vậy thì ba mới đó thèn chi nãy tôi vừa vô tôi vừa bước xuống đó tôi dạch cái cây chuối ra, tôi dòm trọng nguyên cái cây chuối hột, tôi hú hồn hú vía rồi nguyên cây chuối hộp ở trong đó luôn là tại vì chuối hộp thường thường, thường người ta trồng mà cũng trồng bụi bụi nhiều nhiều tự nhiên xung quanh là chuối thường mình nói chú ta chuối thường mình bây giờ đi ở giữa nó có cây chuối hộp ba ông tin tâm linh là ông thấy vậy là ông cũng nghi nghi rồi cộng thêm con mình tối hôm qua bị vậy là ông nghi nghi liền á ông đi hỏi cái đó ông ngay chốc liền luôn nha ra ngoài đó nha bài cái đồ cúng trời chưa nắng đổ lửa bài cái đồ cúng ra cúng mà nó thành tâm vô cùng luôn cúng kiến người nọ đầu xong bắt đầu xong bắt đầu đốt cái tiền nhàn bạc nha bắt đầu đem những cái đó đó đem vô trong đó để những cái heo quay đồ đồ cúng rồi đó chứ không có dám mà đem về nha mọi người nha đâu phải cúng cho ông bà đâu mà đem về hưởng lộc cúng cho dông vía đem về làm gì đó để trong đó như vậy tới chiều chiều tối đó dắt sáu bảy giờ nó nhân quay trở về cúng thêm một lần nữa À, nhưng mà chỉ tới đó thắp nhang rồi đem ba cái đồ vàng bạc đốt thôi chứ không phải là cúng như buổi sáng cái bàn cúng là cúng buổi sáng rồi buổi tối là chỉ quay lại cầm nhang rồi đốt rồi, đốt thêm mấy giấy tiền vàng bạc này nọ rồi xin xỏ làm sao cho đừng có theo con tôi con tôi nó mới có 16 tuổi nó lỡ dạy nó đi ngang nó không biết nó nói những cái lời mà tục tiểu này xúc phạm nhục mạ này nọ đầu cô với lại bé thôi giờ cô với bé bỏ qua chứ đừng theo con tôi con tội nghiệp lắm đó là kiểu kiểu như vậy mọi người ha rồi sau đó sau một cái lần cúng như vậy là hết luôn đã là cho tới bây giờ cũng 10 năm rồi thì bây giờ cũng còn ở đó mà bạn này bạn còn ở đó bây giờ đi cái chỗ buổi chuối đó là người ta đã đã dẹp rồi người ta đã trời ơi bây giờ đất bình tân mắc lắm mọi người ơi tới đó là xây nhà trọ rồi nọ đồ nhà lầu nọ tất cả mọi thứ rồi thậm chí là nhiều khi là nhớ không ra đó và cho tới bây giờ tất cả mọi thứ là không còn một chút xíu gì xảy ra luôn nha mọi người nha rất là may mắn là bạn tài này bạn có một cái người ba cũng tin về tâm linh mà cũng khá là vậy nhảy bén trong tâm linh chứ nếu không mà gặp những người khác mà những người người ta kiểu như gia trưởng quá đó không tin đồ này nọ là nguy hiểm nha rất là nguy hiểm luôn cái vong mà họ họ mất kiểu đó mất quan ức họ sanh đẻ được mà có cái có cái vụ mà chuối hộp mà nọ đồ đó thì cái vong nó không có dễ gì mà đối phó đâu nha mọi người nha theo như kinh nghiệm kể chuyện của mình mấy cái vong như vậy là là khó lắm khó khủng khiếp luôn á rồi thôi, đó là cái câu chuyện à, cuối cùng ngày hôm nay nha mọi người nha Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này Rồi nhớ nghe, khi mọi người nghe được câu chuyện này là còn đúng hai ngày trời nữa thôi 48 tiếng là mình đã ngưng hết mình không có bán hàng đâu nha đã mua sớm sớm để mà về để mà có cái trong những cái ngày tư ngày tết nha mọi người nghe, à, rồi bắt đầu sau đó đặt là mình không có không có bán nữa cho tới mùng 10 thì mình mới bán lại nha nhớ tranh thủ đặt hàng trong trang ăn vặt vũ mập com hoặc là shopee kiếm đúng cái shop ăn vặt vũ mập để mà mua ủng hộ cho mình rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha vũ mập xin chào tất cả mọi người